Hello Nguyễn Hữu Hoàng. Ăn cơm chưa? Cả nhà ăn cơm xong chưa? Hello Huỳnh Nhi, hello Tỷ Tí Ti. Tỷ Tí Ti bây giờ nhận được tài liệu này chưa? Mãi mới tìm được lý do tại sao các em chưa nhận được tài liệu. Hello Thùy Dung, hello Thành Thủy. Các em giúp thầy xe lại về tường nhá. Hello. Chào cả nhà, chào Kim Xuân Phong, chào em. Hello Linh Lan, chào Thùy Nhung. Các em giúp thầy xem video livestream lại về tường nhá. Hello Quốc Bảo, các em nhớ giúp thầy xem video livestream lại về tường. Chào Lục Trung Đức, thầy ăn cơm chưa? May quá, hôm nay thầy vừa mới kịp ăn xong lên sóng livestream của các em luôn. Thầy vừa ăn xong. Hello Nguyễn Thị Mỹ Linh, chào Lộc Phước Lê. Phạm Mắt Đức xe về tường nhá. Nhớ giúp thầy xe lại về tường, công tắc tất cả các bạn các em ở trong video livestream này. Hello Đặng Thị Bích Trâm. Được 100 bạn chúng ta bắt đầu học nhá. Các em chú ý 100 bạn xe lại về tường để 100 bạn thì mình bắt đầu. Thầy đang có dự định, thầy đang có dự định mở khóa live cho thầy hỏi là bao nhiêu bạn đang theo dõi video livestream. Bao nhiêu bạn bị mất gốc hữu cơ lớp 11 thì chấm cái thì thả chấm. Bao nhiêu bạn mất gốc quá hữu cơ lớp 11 thì thả chấm nhá. Nào, chào Nguyễn Thị Mỹ Linh, chào Nguyễn Quang Nguyên, có link đề ở ngay trên tường của thầy. Có YouTube em ạ. Ai không nói đâu này, đúng rồi. Hello, chào Mai Linh Nguyễn, chào Thùy Nhung. Bọn ngựa yếu đuối lô ghê, chính xác. Bọn ngựa không hiểu sao yếu đuối đấy, không biết. Thầy không hiểu, chắc nó sẽ ít hơn bọn rắn. Bao nhiêu bạn bị mất gốc quá hữu cơ lớp 11 chấm về thầy biết nào. Hello, chào Nguyễn Duy Mạnh, chào Phạm Bát Đức. Phạm Bát Đức xe vào trong livestream của nhóm lớp mình giúp thầy với. Livestream nhóm lớp mình ấy. Các thanh niên lớp live VIP của thầy xe vào trong nhóm lớp live VIP giúp thầy nhá. Hello, chào Đức Nguyễn, chào Hồng Nhung. Đây rồi. Thank you cả nhà. Nhớ xem video livestream lại về tường nhá. Công tác các bạn vào trong video livestream giúp thầy. Hello, chào Vũ Thu Hằng. Cái nhóm live VIP của thầy đâu nhỉ? À đây rồi. Ok. Chào Nguyễn Thị Thu Thủy, em đi xong rồi mất sạch sẽ không sao cả. Chào Huỳnh Nhi. Có bao nhiêu bạn 2K2 đang theo dõi video livestream thầy thả chấm nếu mà em bị mất gốc quá hữu cơ. Và đây thầy công bố luôn cho các em là lịch livestream cố định của cả năm của thầy nhá. Lịch livestream cố định cả năm. Lịch live. Được 100 bạn chúng ta bắt đầu. Cố định cả năm nhá. Là vào tối thứ hai và thứ tư từ 20 giờ là ở trên tường thầy. Là ở trên tường nhà thầy. Được chưa? Bạn nào thích bao nhiêu bạn thích cái lịch này? Chấm cái để thầy biết. Nào, chào Hoàng Oanh. Hello. Còn tối thứ năm cộng chủ nhật. Tối thứ năm cộng chủ nhật là mình sẽ học trong lớp live VIP. Như vậy là với 2K2 năm nay thầy có 4 buổi live stream.
4 quận. Nhớ nha. Được chưa? Ô xe mạnh mẽ này các em mới được có 84 bạn thôi à? Ô chậm vậy. Xe mạnh mẽ là các em rồi mình bắt đầu vào học. Được 100 bạn mình bắt đầu vào học. Được 80 bạn rồi. Thầy về hứa với các bạn là lúc 20 giờ nhưng thầy live stream sớm một chút. Các em chú ý rằng là link live stream sắp tới, tuần tới thì thầy sẽ update lên sớm cho các em. Chào Linh Lê. Hello cả nhà. Chào Phương Thảo, chào Hồng Nhung. Các anh chị 2K1, 2K9998 giúp thầy đang theo dõi video live stream, giúp thầy share video live stream. Xong rồi tag các bạn 2K2 vào trong video live stream để giúp thầy nhé. Năm nay vào năm nay học on muộn. Đây, thầy đang vào học on luôn đây này. Các em giúp thầy share video live stream lại về tường. Đúng rồi, 100 bao phòng đúng rồi. Phạm Mắt Đức share lại về tường chưa? Share vào trong nhóm lớp giúp thầy. Cái lớp live VIP của thầy đâu nhỉ? Các bạn live VIP của thầy đâu nhỉ? Các bạn live VIP vùng chấm để thầy biết ra nào. Hello Lộc Phước Lê, chào em. Cảm ơn em. Các em muốn cảm ơn thầy thì hãy share video live stream về tường thay cho một lời cảm ơn thầy. Ok, 85 bạn rồi thôi, hôm nay thầy đọc 89. Chúng ta còn 11 bạn nữa thôi, lên được đến 100 chúng ta bắt đầu. Ok. Thôi có lẽ thầy cũng chẳng cần chờ đợi lên 100 nữa, mình bắt đầu luôn các em nhỉ. Mình sẽ bắt đầu luôn nhá, các em comment đáp án ngay tức. Chào Nhung Nhung, hello. Chào cả nhà nhớ xem video live stream để về tường nhá. Mình bắt đầu luôn câu số 1, các em comment đáp án. Đề này có 30 câu và như thầy nói với các em là tất cả các câu của thầy được sắp xếp từ dễ đến khó đều là các câu trong đề thi đại học ST. Cái lưu ý là trong đề thi đại học chúng ta có 6 câu ST. Và bạn nào mà muốn làm được hết tất cả các câu ST thì phải theo dõi chuỗi live stream vừa chất mà lại vừa không chém gió của thầy thì mới thành công được. Bởi vì chúng ta học thì chúng ta mất ít thời gian thôi thì chúng ta mới thành công được nha. Nào, câu số 1, các em comment đáp án cho câu đầu tiên đi. Câu số 1 đáp án gì? Câu số 1 đáp án gì? Chào Ren Ren, hello, chào cả nhà. Câu số 1 đáp án gì? Đây live VIP rồi, thoại VIP vu xe vào trong nhóm live VIP giúp thầy với. Nào, Phạm Văn Đức học đi. Chào Hiếu Nghĩa, hello. Câu số 1 vào năm on muộn. À đúng rồi, vào trong năm học thì thầy dạy lui số 8:30 nhá. Nào, câu số 1 đáp án gì? Nhung Nhung này, bạn Nhung Nhung bạn comment đầu tiên chúng ta xem nhá. Để bài hỏi chúng ta là ST nào kem ST nào khi phản ứng dung dịch nào hát dư đun nóng không tạo ra hai muối, kem lưu ý từ không. Không tạo ra hai muối. Nha, lưu ý từ không này. Anh này thì tạo thành muối gì? C6H5COONa và muối C6H5ONa cộng với nước, anh này tạo thành hai muối. Đề bài bảo không. Loại A. Được chưa? Anh thứ hai tương tự thì tạo thành CH3COONa cộng với C6H5ONa cộng nước, anh này cũng hai muối, đúng chưa? Hai muối, loại tiếp. Tiếp tục này, anh này xem nào. Anh này tạo thành muối CH3COONa và C2H5COONa đúng không? CH3COONa và C2H5COONa cũng hai muối, loại nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta chỉ có thể là đáp án D. Đáp án D, chúng ta thủy phân trong môi trường nào hát dư thì tạo thành muối này. Đây, một muối COONa tất cả hai lần cộng với hai thằng CH3OH. CH3OH. Vậy đáp án đúng là đáp án D. Rất tốt. Wow, hôm nay hơn 102 bạn đang theo dõi. Các em chú ý nha, theo dõi chỗ live stream của thầy là tối thứ hai, tối thứ tư hàng tuần liên tục. Liên tục từ giờ đến lúc các em thi. Tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần. Bạn nào chưa share video live stream lại về tường thì share lại về tường nhá. Like xong rồi thầy ẩn. Ok. Mình có xong câu số 1 nhá. Mình tiếp tục này, sang câu số 2 này. Sang câu số 2. Đây là chuỗi live stream cực kỳ chất, không chém gió, chúng ta chỉ học trong 1 tiếng đồng hồ thôi. Được sắp xếp từ dễ đến khó và có tính cập nhật cực kỳ cao. Trong tờ đề này chúng ta sẽ làm với những câu ST trong đề thi đại học Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và 2018. Nhá, những cái câu mà rất sát với đề thi năm 2020 của các em. Nên chú ý để theo dõi. Trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của em có 6 câu ST. Trong năm tới các em có 6 câu ST. Và học thầy thì thầy sẽ chiến hết cả 6. Chiến full cả 6 câu nhá, chúng ta lưu ý. Nào, câu số 2 nào. Hello, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào em, chào Lê Cẩm Tú. Lê Cẩm Tú vào học đi. Nào, câu số 2, comment đáp án câu số 2 nào. Câu số 2 đáp án gì? Bạn nào chưa xe nhỉ? Những bạn nào chưa xe nhớ xe ngay về tường nhá. Những cái bạn nào mà xe thầy thì sau này được lên fan cứng thì sẽ có rất nhiều món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Hello. Câu số 2, STX có tỷ khối hơi so với heli bằng 21,2. Vậy ở đây mình có là D của X so với heli
bằng 21,5, suy ra phân tử khối của X trên phân tử khối của heli đồng 4 thì bằng 21,5. Ngay lập tức mình tìm được phân tử khối của X sẽ bằng 21,5 nhân 4. 21,5 nhân 4 bằng 21,5 nhân 4 bằng 86 nhé. Cho 17,2 gam X, cho 17,2 gam X. Các em lưu ý này, 17,2 gam X. Vậy thì ký hiệu này, nhìn này, tất cả bọn này đều ST đơn chức. Đơn chức. Vậy mình có nó dạng RCOOR phải, đúng không? Cộng với lại NaOH dư thì thu được RCOONa cộng với lại R phải OH. Ok, 17,2 gam X. Vậy chúng ta tìm được số mol X bằng 17,2 chia cho 86 thì bằng 0,2 mol. Dư thì thu được số mol của muối RCOONa cũng bằng 0,2 mol, mà khối lượng đề bài cho chúng ta bằng 17,2. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ tìm ra được là gốc RCOONa sẽ bằng 17,2 chia 0,2. 17,2 chia 0,2 thì bằng 17,2 mà chia cho 0,2 thì bằng 86. Ồ, vẫn bằng 86. À đâu, sorry, thầy nhìn nhầm, 16,4 mắt thì lẽ đấy. 16,4 là mờ muối bằng 16,4 các em nhá. Chào Nguyễn Thị Thu Thủy, vừa cơm xong và học luôn. 16,4 chia cho 0,2 thì bằng 82. 82, vậy hoàn toàn ở đây như thầy đã dạy với các em, thì ta có là R cộng với cụm này là 44 cộng 23 thì bằng 67 thì bằng 82. Hoàn toàn đến đây mình tìm được R của mình bằng 15. R của mình bằng 15, vậy chắc chắn cháu nó là CS3 đấy, hiệu công nguyện rất tốt. Nay thì nay sớm hơn 8 giờ chính xác. CS3, bạn nào chưa xe lại về tường nhá. Xe để cho tất cả các bạn cùng biết rằng là trên cuộc đời này còn tồn tại một ông thầy live stream không chém gió. Vậy mình có anh này là CH3COO R phải mà phân tử khối bằng 86. Thế là mình nhìn này, thằng này là CH3 vớt, đúng chưa? Thằng này HCO vớt, vậy mình chỉ còn hai này thôi, đúng không? Mình bấm máy tính này, mình thấy anh này phân tử khối bằng 86 này, anh này phân tử khối bằng 88 này. Vậy đề bài bảo là 86 mà. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Ok, Thu Hiền chính xác. Bạn Nguyễn Tiến Ngọc mắt lé rồi em ơi. Nguyễn Hải Minh xe lại về tường trong xe trong nhóm để cho tất cả các bạn lớp VIP của thầy nhìn thấy nhá. 2K2 xe hết lại về tường cho thầy. Ok. Nào, chúng ta giải tiếp nào. Câu tiếp theo, câu số 3 nào. Các em. Chào Thòm Quốc An. Hello em. Nào, câu số 3. Câu số 3 là câu trong đề thi minh họa năm 2017. Câu số 3 là câu được trong đề thi minh họa năm 2017. Nào, các em lấy máy tính bấm cho thầy giải trong một nốt nhạc xem này. Thủy phân, Nguyễn Tiến Ngọc, các bạn trả lời sớm đầu tiên đúng không? Thủy phân 4,4 gam, các em nhớ nha, chúng ta sẽ có lịch live cố định. Lịch live cố định là vào 20 giờ tối thứ hai và tối thứ tư. Nhớ đấy, nhớ lưu lại để nhớ lịch live cố định. Học những cái buổi học cực kỳ chất đối với thầy. Thủy phân 4,4 gam etinacetat. Etinacetat là CH3COO C2H5. Chúng ta tìm được số mol bằng 4,4 chia 88. 4,4 chia cho 88 bằng 0,05 mol. Bằng 100ml dung dịch NaOH, chúng ta tìm được số mol NaOH luôn. Số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. Sau khi vậy, ứng xảy ra hoàn toàn cô cạn dung dịch, thu được chất rắn khan. Vậy chất rắn của chúng ta là CH3COONa cộng với C2H5OH. Thằng này là đun nóng lên thì nó bay hơi rồi, vậy chất rắn chúng ta chỉ có muối thôi. Ở đây chúng ta lưu ý cho thầy rằng là anh này 0,02, anh này 0,05, vậy phải tính cả chất hết là 0,02. Vậy ta có M chất rắn chính bằng M của CH3COONa và bằng 0,02 nhân 82 và bằng. Thank you. Bạn hello. Không có gì cả, xấu trai miền Tây ạ. Mỗi lần các em share video livestream này là lại của thầy là coi như là một lần các em cảm ơn thầy rồi, rất cảm ơn em. 0,02 nhân với 82 thì bằng 1,64. Vậy hoàn toàn chắc tìm được khối lượng D, đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Nào, chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu số 4. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Wow. Câu số 4 các em thấy không? Bây giờ mới 20:03. Chào Hùng Phạm, thầy nhớ em chứ?
20:03 thầy nhớ Hùng Phạm là một đứa mất gốc hay sao? Mất gốc, không biết một chữ hóa, vậy thì cày thầy là đúng rồi, hợp lý anh Tú Lệ ạ. Các anh nhớ là bây giờ là 20:03 và mình đã đến câu số 4. Đây là chuỗi học livestream tiết kiệm thời gian, 1 tiếng giải được 30 câu, giải cực kỳ chi tiết, không có chém gió, như vậy chúng ta mới học được được khủng được, đúng không? Hôm nay mình học một tiếng hóa, một tiếng lý, một tiếng toán, thế mới khủng được chứ, chứ không chỉ học tập trung vào mỗi một môn hóa thì có mặt tiêu, đúng không? Thế cả đời em học hóa à? Thế còn toán y coi như là nát à? Đúng không? Hello, hôm nào cũng gì Thu Thủy giải được hai câu cuối chưa? Hôm nào cũng nói những bài thấy chất thì ok, thank you em. Thầy nhớ Minh Thắng chứ. Nào mình có nào phát biểu nào sao đây không đúng nào, các em cũng comment xem nào. Chất béo là trieste, cái này đúng, của ethylene glycol với axit béo. Ethylene glycol với axit béo hình như sai, chất béo là trieste của glycerol, vậy không đúng là đáp án A rồi. Không đúng là đáp án A, vậy sai là đáp án A các em nhá, sai là đáp án A. Chất béo thường không ta trong nước và nhẹ nước, hoàn toàn chính xác. Triolin có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro đun nóng giúp tác niken. Triolin là thằng C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Bên trong thằng này có nối đôi CC. Chính vì vậy nên nó cộng hydro giúp tác niken là hoàn toàn chính xác. Ok. Chất béo thì phân hydro nóng trong dung dịch kiềm, đúng chính xác. Đây này, quất bài thầy mất 1 tiếng rồi vã mồ hôi. Ok, tiếp tục nhá. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 5 thầy chẳng có chém gì hết. Ren ren ạ. Tập trung học đi. Ơ coi ngang này vẫn hiểu mà em. Quên công thức tính số mol, thế thì chuẩn bị thầy có một cái khóa mở ra dành cho tất cả những bạn nào quên công thức tính số mol này ạ. Nào, câu số 5 nào. Câu số 5 đề thi trung học phổ thông quốc gia. Câu 30 em bị mắc ở giữa, tí xem thầy giải nhá. Đề này bót kinh lắm. Nào, câu số 5, sa phong hóa hoàn toàn 178 g tristerin. Lục Trung Đức xem ở trong nhóm live VIP giúp thầy nhá. Câu số 5 nào. Tất cả các thanh niên nhóm live VIP của thầy là nhớ xe về tường đấy, không là thầy giận đấy. Nào, câu số 5, xà phòng hóa hoàn toàn 178 gram tristerin. Tristerin là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Trong dung dịch cao hát, thầy có video đồng phân este nhưng ở trong khóa ấy, học full video em nhá. Cao hát thu được kali sterat C17H35COOK 3 thằng này cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần, 3 thằng này. Vậy chúng ta tìm được số mol anh này nhỉ? Số mol anh này nhá, các em thuộc cho thầy. Số phân tử khối này bằng 890, thuộc cho thầy đi. 890 nhá, tristerin phân tử khối 890. Vậy ở đây mình tìm được số mol 178 chia 890, 178 chia 890 bằng 0,2 mol, nhìn thấy không? 0,2 mol. Phạm Dương chính xác đấy. 0,2 mol, vậy ra anh này 0,2 nhân 3 bằng 0,6 và đến đây mình nhân ra được khối lượng luôn. Mình nhân được khối lượng luôn nhá. 0,6 nhân mà ngọc đơn này 12 nhân 17 cộng với nhân với mà ngọc đơn 12 nhân 17 cộng với 35 cộng với cụm này 44 nhỉ, cộng với 39 nhá, bằng 193,2 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, bạn Nguyễn Đăng Khải lỗi rồi em. Bạn hiểu Nguyễn Quốc chính xác, Trương Văn Hiển xe này về tường tác mấy em 2K2 vào đây nhá. Nào, mình sang câu số 6 nào các em. Clay Nguyễn chính xác rồi, Clay Nguyễn xe vào trong nhóm lớp cho thầy. Đây là những câu khá là mới toanh, mới tinh tương hoàn toàn. Nào câu số 6, khi xà phòng hóa triglyceride X, nào comment đáp án cho thầy xem câu này đáp án gì, câu này khá là chất. Triglyceride X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng thu được sản phẩm gồm, đây cộng này, NaOH dư thì thu được sản phẩm gồm glycerol C3H5OH 3 lần, natri oleat là C17H33COONa, natri stearat là C17H35COONa và natri palmitat là C15H31COONa. Chúng ta phải thuộc tên thì mới quất được chưa? Vậy là ba thằng này đính vào cái trục, là trục có ba cái chìa ra của nhóm của thằng glycerol đúng không? Vậy thầy đặt thằng này thằng số 1, thằng này số 2, thằng này số 3 và bắt buộc phải ra ba thằng này, nên bắt buộc phải có ba cái gốc này ở bên trong gốc thằng X. Vậy thì có 1, 2, 3 và 2, 1, 3. Được chưa? Vậy là có 1, 2, 3 thằng. Vậy đáp án đúng đáp án D. Giải tổ hợp xác suất sau này có thể sai đấy Hiệu Quốc Nguyễn ạ. Ở đây câu này em giải theo phương pháp xếp số của thầy nó kinh khủng hơn nhá. Phương pháp xếp số của thầy là phương pháp toàn diện nhất giải cho bài này. Ok chưa? Cả nhà có hiểu câu số 6 không? Những thanh niên nào hiểu câu số 6 thì chấm cái để thầy biết nào.
Thanh niên nào hiểu câu số 6 thì chấm cái để thầy biết. Tất cả những câu hôm nay thầy chữa đều có khả năng ra trong đề thi kiểm tra STE của các em. Chính vì vậy nên các em nên xe lại về trường để lấy tài liệu ôn. Bởi vì sau này thì không quay trở lại STE nữa đâu nhá. À, có ai bị mờ? Các em có bị mờ không? Các em có nét căng không? Tâm ơi, em thử thoát ra xong em vào lại đi. Tâm giải được hai câu cuối chưa? Xin giới thiệu với các em là bạn Tâm là bạn vừa mới tham gia khóa live VIP của thầy. Và bạn Tâm đang thi học sinh giỏi của tỉnh Ninh Bình đúng không? Khá là xinh gái. Nào, ok, mình có sang câu tiếp theo, câu số 7. Câu số 7 nào. Sao văn hóa hoàn toàn 17,8 gram chất béo. À, các em nhìn kỹ nha, các em nhìn kỹ nha, các em nhìn kỹ câu này nha. Comment đáp án đi. Tính thật nhanh lên. Mình có này. Sao văn hóa, thầy cho thầy hỏi một chút, cho thầy hỏi một chút là thầy giải này có nhanh không các em? Các em có theo kịp không? Em cũng xếp ra như thầy đấy thì mình thấy mới chuẩn là đủ trung đức, đúng là học sinh lớp live có khác nhỉ. Wifi căng đét, ok. Thầy giảng này các em có theo kịp không? Theo kịp thì chấm cái để thầy biết nhé. Nào, xe thật nhanh về tường nhé, để cho các bạn 2K2 cùng biết đến thầy. Như vậy là thầy rất là hạnh phúc rồi. Như vậy thầy mới có năng lực, thầy mới có kiểu super để mà thầy có thể chữa thật nhiều cho các em nữa. Iron Man, Min Myelin đúng không? Sao văn hóa hoàn toàn 17,8 gram chất béo X. Vậy thầy có này, chất béo này cần vừa đủ dung dịch chứa NaOH. Chúng ta lưu ý rằng là một thằng chất béo ấy thì nó ăn 3 thằng NaOH đúng không các em? Đấy, để tạo thành thằng muối cộng với lại thằng glycerol là C3H5OH3 lần, đúng chưa? Đúng chưa? Vậy ở đây này, mình có này, cần vừa đủ 0.06 mol NaOH. Vậy chỗ này NaOH là 0.06, hoàn toàn ngay tức thể sử dụng đường chéo để suy ra được C3H5OH3 lần. 0.06 nhân 1 chia 3 bằng 0.02. Đến đây các em nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ nhé, thầy bảo toàn khối lượng, thầy giảng rất là kỹ cho các em. Mình có khối lượng của chất béo bằng 17.8. Mình có khối lượng, thank you Nguyễn Thị Thu Thủy, 17.8 cộng với khối lượng của NaOH 0.06 nhân 40. Em không theo kịp chuẩn công phúc á. Được rồi, thế thầy giảng chậm chậm này nhá. Bằng M muối cộng với lại 0.02 nhân với phân tử khối này là 92. Đến đây chúng ta tìm được M muối. Đến đây chúng ta tìm được mờ muối bằng sao nào? 17.8 cộng với 0.06 nhân 40 trừ đi 0.02 nhân 92 bằng 18.36 gram. Nhìn thấy không? 18.36 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các em nhá. B bò. Ngọc Thư chính xác, Lai Nguyễn chính xác, rất tốt, rất tốt. Đấy, những câu này rất là dễ đúng không? Đây này, câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 này, đề cực kỳ dễ. Nào, mình sang câu số 8 nào. Trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, nào, hôm nay mình chinh phục 30 câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia các năm 2017, 2016, 2018. Nào, các em cùng comment đáp án câu số 8 xem đáp án thu được là đáp án gì. Sao phong hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Rồi ôi, câu này thầy vừa mới chữa xong. Dịu ơi dịu, xe trong nhóm giúp thầy nhá. Xong rồi là xe Việt Tường tác em 2K2 vào giúp thầy nhá, khẩn trương. Bạn nào chưa xe nhanh lại về tường cho thầy. Nào, tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Khẩn trương nào. Mình có câu số 8 đáp án gì? Sao phóng đây nhìn này. Chất béo thì thu được glycerol, thầy vừa chữa xong, đúng không? Đứa nào mặt mờ nhìn thấy được. Vậy là gì nhỉ? Nó phải là chất béo. Metin acetat không phải chất béo, benzin acetat không, metin format không, mà phải là tristerin. Tristerin là C17, thầy viết cho các em nhớ nhá. Thằng này hay thi lắm. H35 CO tất cả 3 lần C3H5 mà cộng với lại NaOH thì chắc chắn thu được C3H5OH tất cả 3 lần. Hiểu chưa? Ok, Trần Quang Phúc đã hiểu rất tốt. Đấy, cứ cố gắng học theo thầy là hiểu thôi, chẳng có vấn đề cả. Nào, mình sang câu số 9. Số 9 level tăng lên một chút. Đây, đề từ dễ đến khó mà em. Không, không phải là dễ khó lẫn lộn đâu, đây là từ dễ đến khó đấy. Những câu này vẫn là những câu dễ. Những câu này vẫn là những câu dễ. Câu số 9. Càng xuống dưới mới càng khó. Đốt cháy hoàn 3 câu cuối là khó nhất. Các em giúp thầy tác các bạn 2K2 trong video live stream thầy nhá. Câu số 9 nào. Đốt cháy hoàn toàn một lượng STX no đơn chức mạch hở, cần dùng vừa đủ amon oxy, thu được amon nước. Nhìn này. ST no đơn chức mạch hở nhá. Công thức tổng quát là CnH2nO2 này, cần vừa đủ amon oxy này, thu được amon nước này và CO2 đúng không? Vậy thầy đặt đi. Thầy đặt là cần vừa đủ 1, giả sử là 1 mol oxy thì thu được 1 mol nước đúng không? Vậy 1 oxy, 1 nước. Các em lưu ý cho thầy, anh này là ethanol đơn chức mạch hở. Ethanol đơn chức mạch hở. Vậy số mol nước bằng số mol CO2. Lưu ý nha, số mol nước bằng số mol CO2 bằng 1. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn ở đây mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là xong. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy xong. Oxy với trái 1 x 2 cộng 1 x 1 bằng 3.
3 trừ đi 1 nhân 2. Đúng không? Đây này, 1 nhân 2 cộng 1 là bằng 3. 3 trừ 1 nhân 2 thì còn 1. Chia cho 2 thì còn 0,5. Dễ không? 0,5 thì hoàn toàn đến đây mình tìm ra được. Số nguyên tử carbon sẽ bằng 1 chia 0,5. 1 chia 0,5 thì bằng 2. Vậy chắc chắn thế 2 vào trong công thức này. Mình tìm được este của mình là C2H4O2. Este là C2H4O2 thì chỉ có một công thức duy nhất là HCOOCH3. Dễ chưa các em? Rất dễ. Để bài hỏi, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH nha, thì thu được m gam muối. Vậy muối chúng ta là HCOOK. Số mol 0,1. Đến đây mình tìm được khối lượng của HCOOK. 0,1 nhân m ngoặc đơn này, 1 này cộng 44 này cộng 39 này, 1 cộng 44 cộng 39 bằng 8,4 gam. 8,4 gam, vậy đáp án đúng là đáp án C. Chúc mừng tất cả các bạn nào comment đáp án C. Vậy đáp án C chúng ta là đáp án chính xác nhá. Các em thấy không? Bây giờ chúng ta mới live stream. Chúng ta mới live stream có một chút thôi mà mình đã làm đến câu bao nhiêu rồi đấy. Đấy, các em thấy mình live stream rất là nhanh, đúng không? Mình có live stream một chút thôi mà mình đã làm đến câu số 9, bây giờ sang câu số 10 rồi. Đấy, thì vì vậy nên là các em cần chú ý rằng đây là chuỗi live stream cực kỳ kinh điển của thầy nhá. Đúng rồi, NO oxy bằng NO nước auto. Thế cũng được, nguyên tử thu thủy ạ. Làm mình tiếp sang câu số 10. Câu số 10 là câu của đề thi minh họa năm 2017. Xu hướng mấy năm nay thì cái đặc tính của đề thi trung học phổ thông quốc gia nó có tính lặp đi lặp lại. Nó có tính lặp đi lặp lại các em ạ. Chính vì vậy nên là những cái câu này nó là cũng là những cái câu mà rất có khả năng có trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của các em. Thế nên là các em nhớ xe lại về tường để làm dữ liệu để học tập. Bởi vì ở đây là thầy live stream trước rồi. Mấy hôm nữa đi học ở trên trường thì cô sẽ cho chúng ta các bài kiểm tra. Thì các em có thể đối chiếu phương pháp giải này trước khi làm bài kiểm tra, có thể xem lại video live stream này. Trước khi thi có thể xem lại video live stream này để các em có thể học nha. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 10. Câu số 10 thì sử dụng skin kinh điển của thầy, đúng không? C4H8O2 dùng skin kinh điển của thầy là gì? Mình có 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2, chỉ có 1, 1, 1, 3, mình có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4, mình có 4 đồng phân. Đúng chưa? Đấy, mình có 4 đồng phân. Mình có 4 đồng phân thêm. Nếu mà bây giờ mà viết ra thì thầy viết cho các em xem nhá. HCOOCC là 1 cháu. HCOOCC là 2 cháu. CH3COOC2H5 là 3 cháu. Và C2H5COOCH3 là 4 cháu. 1, 2, 3, 4. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đấy, đây này, bạn Nguyễn Thư Thị. Đấy, rất tốt. Đấy, cứ những bạn nào làm bài trước là các bạn sẽ biết độ khủng của thầy như thế nào. Đấy, mình đến xong câu số 10 nhá. Em Ngọc Thư ơi, Ngọc Thư inbox cho thầy. Nhưng bạn nào không biết cái kỹ thuật này thì inbox cho thầy, thầy sẽ gửi cho chúng ta link nhá. Link này thầy đã live stream rồi, được chưa? Những cái bài này thầy đã live stream rồi. Nào mình sang câu số 11 nè. Câu số 11. Câu số 1 nhìn dài này tưởng khó nhưng mà lại dễ không tưởng đấy ạ. Cực kỳ luôn. Dễ không tưởng luôn. Thầy nghĩ là nhiều bạn không nghĩ rằng là câu này dễ mức thế đâu. Học thầy Minh thì mới nhìn thấy là nó dễ. Nào các em nhìn nhé. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol STX bằng NaOH thu được một muối của axit carboxylic và 7,6 gam ancol Z. Được chưa? Chất Y phản ứng trắng bạc. Muối của axit carboxylic mà Y phản ứng trắng bạc, vậy nó phải là đầu tương đương với việc đầu nó đầu HCO. Này, thằng này đầu HCO này. Thằng này đầu HCO, thằng này đầu HCO. Thằng này đầu CH3, đầu CH3 vớt ngay thằng C. Rất là dễ. Skin đấy em inbox cho thầy là ra được nhá. Chi nhá. Nào tiếp tục này. Z hòa tan được COH hai lần. Z hòa tan được COH hai lần, vậy tương đương nó là ancol. Nó phải là đa và kề. Đa và kề. Đa và kề, đa kề nghĩa là gì? Có nghĩa tương đương đấy. Nhóm OH phải nằm cạnh nhau. Nằm cạnh nhau. Vậy mình nhìn này, anh này thủy phân ra này. Anh đầu sông, em cuối sông không nằm cạnh nhau. Vớt thủy phân ra thì nó thu được anh ancol này. C OH OH, anh ăn côn này không tác dụng với COH này lần. Các em hiểu chưa? Vớt. Tương tự nhá, anh này thủy phân ra thì thu được ăn côn phản ứng được với NaOH. Và anh này thủy phân ra cũng thu được ăn côn phản ứng NaOH. Nhưng các em lưu ý là thủy phân STX là 0,1 mol trong môi trường NaOH mà thu được ăn côn Z. Được chưa? Thì số mol ăn côn Z cũng bằng 0,1 mà anh này bằng 7,6. Suy ra phân tử khối của Z bằng 76. 7,6 chứ không 1 bằng 76. Vậy này thủy phân ra này, YB này, YB thủy phân ra này. YB thì thủy phân ra được là CH2OH. CH2OH. Phân tử khối này bằng bao nhiêu nhỉ? Nhìn này,
14 cộng 17 bằng nhân 2 bằng phân khối này bằng 62. Có bằng 76? Khác 76. Vậy loại nốt đáp án B và đáp án đúng mình đáp án D. Đáp án D ra cái gì? Em nhìn nhá, đáp án D của thầy ra này. D của thầy ra C. À sorry nhầm. C OH. OH. Anh này là H2 này. Các em bấm phân tử khối thì mình có này. Anh này là 14. Anh này 14 cộng với anh này 13 cộng với anh này sorry, anh này là CH thôi. Anh này là 13 cộng với anh này là 13 này. 1 2 3 4 1 2 3. Đây CH2 đúng rồi. Anh này 14 cộng 13. Anh này đầu này CH3 cộng với lại đầu này là 15 cộng với 17 nhân 2 bằng 76. Nhìn 76 đúng chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Rất là dễ hiểu, đúng không? Các em có hiểu bài này không? Hiểu thì chấm cái để cổ vũ thầy nhá. Chấm cái trong xe lại về tường luôn nhá, để cổ vũ thầy. Sau đó mình sang câu tiếp theo, câu số 12 nào. Thầy vẫn để yên ở đây cho chúng ta nhìn lại chút. Wow, tê chân quá. Live stream của nó quá là tê chân quá. Nhớ xe video live stream lại về tường nhá, xong tác các bạn vào trong video live stream của thầy. Những bạn nào đang xem chung thì nhớ là chui là chui ngược trở lại xe theo dõi lại thầy nhá. Nào, theo dõi ở ngay trên trang của thầy ấy, ngay ở trên fanpage của thầy ấy. Nào khẩn trương. Bạn nào chưa xe thì xe được nhanh về tường giúp thầy. Bởi vì cái việc mà bọn em xe là giúp cho thầy, cung cấp cho thầy thêm một cái động lực để thầy có live stream nhiều nhiều thật nhiều nữa cho team của em, cho team 2K2 ngựa non nhà thầy. Nào mình có tiếp tục chiến đấu tiếp. Câu số 12. Thủy phân este C4H6. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì thu được anhít, công thức của X là. Comment thật nhanh là cho thầy là xem là đáp án gì. Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì thu được anhít, công thức của X là. Nào, công thức của X là gì? Thu được anhít. Thằng này thủy phân thì thu được C3H không có anhít vứt. Thằng này thủy phân thì thu được C3H không có anhít vứt. Đúng không? Thằng này thủy phân thì thu được gì? CH3 CHO anhít lấy. Thằng này thủy phân thu được CH2 nối đôi CH gạch CH2 OH không được vứt. Đáp án đúng đáp án B. Anh này là gì? Aldehyde acetic hay còn được gọi là acetaldehyde. Được chưa? Các em hiểu chưa? Đấy, sau này nó gọi một trong hai cái tên này thì các em phải biết nhé. Còn một tên gọi nữa là etanan. Đấy, cả ba cái tên này đều y xì như nhau. Đấy, các em vừa học thầy, các em vừa có ôn được luôn. Được chưa? Nào tiếp tục nào. Mình có sang câu tiếp theo nhá. Câu số 13 lại thêm một câu bài tập nữa nhưng mà nó cũng dễ thôi, không quá khó đâu. Thực ra là nó rất là dễ và các em cần phải làm quen với những câu như này. Các em chú ý nhá. Hỗn hợp X gồm một axit carboxylic no đơn trước mạch thở. Lưu ý này, axit carboxylic no đơn trước mạch thở. Bạn nào chưa xe là nhanh về tường nhá. Sau này các em gặp những câu này rất rất nhiều trong bài kiểm tra cũng như bài thi thử. Vậy axit carboxylic no đơn trước mạch thở thì ký hiệu nó là CnH2NO2. Ok chưa? Và một ancol đơn trước mạch thở. Ancol đơn trước mạch thở thì ký hiệu là ROH. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gram thì thu được. Đây cộng oxy này thì thu được CO2. Mình tìm được số mol CO2 20,16 chia 2,4 bằng 0,9 mol nước. Mình tìm được số mol nước bằng 18,9 chia 18 bằng 18,9 chia 18 bằng 1,05 mol. Chúng em mưa xong lỗi mạng nhờ. Vẫn mờ, thế thì chắc là do mạng yếu đấy. Nhưng mà Tâm ơi, những câu này hay lắm, Tâm phải xem đi. Tâm nhớ xem lại về tường nhá, Tâm xem lại về tường chưa? Mình thấy này. Anh này là axit no đơn hở, cháy luôn luôn cho N nước bằng NCO2. Thế mà ở đây N nước lại lớn hơn NCO2, nhìn thấy không? Điều này chắc chắn là ancol phải là no đơn. Vậy công thức của ancol của thầy là CmH2m2. Ồ. Được chưa? Vậy công thức anh ancol này là CmH2m2O. Mặt khác, thầy có cái lượng chênh lệch này là do số mol của ancol. Do ancol no đơn hở cháy luôn cho ta nở nước lớn hơn NCO2, 1,05 trừ 0,9. 1,05 trừ 0,9 bằng 0,15. Vậy số mol ancol là 0,15. Ok.
Đến đây thì có một cái chiêu nhá, đến đây này, thế đi bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng thầy có 21,7 cộng với MOC bằng 0,9 nhân 40 câu 30 vá lắm, tí để chữa cách giải nhanh cho 0,5 nhân 18. Đến đây mình tìm được MOC bao nhiêu bạn, thầy muốn thầy chữa full câu 29 câu 30 với cách giải nhanh chấm cái để thầy biết nào. MOC bằng 0,9 nhân 40 này. 0,9 nhân 40 cộng với 1,05 nhân 18, 1,05 nhân 18 bằng trừ đi 21,7 bằng chia cho 32 ra số mol oxy. Ơ thầy bấm nhầm hay sao nhỉ? 0,9 nhân 44. Sorry. Phải 44, 0,9 nhân 44 cộng 1,05 nhân 18 trừ đi 21,7 bằng chia 32 bằng 1,15 mol. 1,15 mol. Các em nhìn kỹ nhá. Các em nhìn kỹ ạ. Đến đây thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này. À, thầy đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy này, 1,05 nhân 1. 1,05 nhân 1 cộng với 0,9 nhân 2. Được chưa? Trừ đi 1,15 nhân 2. Được chưa? Trừ đi tiếp này, 0,15 nhân 1, 0,15 nhân 1 này. Được chưa? Được bao nhiêu? Chia cho 2. Vậy ra là số mol axit bằng 0,2. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy số mol axit bằng 0,2 chưa? Đấy, kỹ năng làm đấy. Số mol axit bằng 0,2. Đây là những tuyệt chiêu rất là kinh khủng, thì muốn share cho tất cả các bạn và các em. Nào. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình nhá. Đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon trung bình sẽ có phải chính bằng là số mol CO2 là 0,9 chia cho tổng số mol cháy là 0,2 cộng 0,15 không? 0,2 cộng 0,15. 0,9 mà chia cho 0,2 cộng 0,15, 0,9 chia cho 0,35 bằng 2,57. 2,57 lớn hơn một thằng, nhỏ một thằng. Đúng chưa? Vậy 2,57 thì lớn hơn 2 hoặc lớn hơn 1. Đúng chưa? Hoặc lớn hơn 2 hoặc lớn hơn 1, có hai khả năng xảy ra. Hoàn toàn có hai khả năng xảy ra. Chuẩn chưa? Thế vậy đến bây giờ này, thầy hướng dẫn ta bây giờ ta phải có đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Bảo toàn carbon ta có này. N nhân 0,2. N nhân 0,2 cộng M nhân 0,15 cộng M nhân 0,15 thì bằng 0,9. Các em muốn thầy dạy mốc bốc lửa, máu lửa thì các em nhớ xe lại về tường xong tác các bạn trong video livestream nhá. Xe thật nhanh về tường, tác các bạn trong video livestream. Thầy bị chặn ở trong tất cả các nhóm nên không thể xe vào trong các nhóm được. Nên là bây giờ muốn xe trong các nhóm chỉ có nhờ tất cả các bạn và các em giúp thầy xe trong nhóm thôi. Với N bằng 1 thì 0,9 trừ 0,2 bằng 0,7, M loại đúng không? Với N bằng 2 thì 0,9 trừ đi 0,4 thì là bằng 0,9 trừ 0,4 bằng 0,5 đúng không? Đúng nhỉ? 0,9 trừ 0,4 mà. Đây xem nhé. N bằng 1, N nhân 2, N nhân với 0,2 cộng với M nhân 0,15 thì bằng 0,9 đúng rồi. Với N bằng 1 thì bằng 0,7 vứt. Với N bằng 2 thì 0,9 trừ đi 0,9 trừ 0,4 chia 0,5 0,5 chia 0,15 vứt. Với N bằng 3 thì là ta có là 0,9 trừ đi 0,6 bằng chia 0,15 bằng A. Vậy là với N bằng 3 thì M bằng 2. Vậy lấy luôn anh này. Chuẩn chưa? Vậy mình có anh axit của thầy chính là C3H6O2. Còn anh ancol M bằng 2 chắc chắn là C2H5OH. Được chưa? Đấy, làm toát mồ hôi. Xong đề bài hỏi này. Thực hiện phản ứng ete hóa X với hiệu suất 60%, thu được M gam ete. Vậy bây giờ thầy cho này, C3H6O2 là C2H5COOH cộng với lại C2H5OH. Hiệu suất đề bài cho chúng ta bằng 60%, nghĩa là 0,6 để thu được C2H5COOC2H5. Số mol axit bằng 0,2. Số mol ancol bằng 0,15. Các em lưu ý nhá, các em lưu ý nhá. Hiệu suất tính theo chất hết, thằng này dư thằng này hết. 0,15 thuận nhân nhân 0,6 ra số mol ete. Vậy mình có 0,15 nhân 0,6 thì bằng 0,15 nhân 0,6 bằng 0,09. Vậy đến đây thì tìm được khối lượng 0,09 nhân phân tử khối này. Cụm này là cụm 29 cộng với cụm này cụm 44 cộng với cụm này cụm 29 tiếp bằng 9,18 gam. 9,18 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đấy, chúc mừng tất cả các bạn nào comment là đáp án đúng là đáp án D. Đấy chưa? Các em có hiểu bài này không? Bài này là một bài đánh dấu sao nhá. Là những câu vận dụng cao đấy, ứng dụng ở kiến thức lớp 11 đấy. Nên là có rất nhiều bạn bị mất gốc lớp 11 nên sắp tới thì đang dự định mở một khóa mà 100.000 học 5 buổi lấy lại gốc full gốc lớp 11 cho các em. Nào mình tiếp nhá, sang câu tiếp theo, câu số 14 à. Wow, một câu hình vẽ.
một câu hình vẽ của ET. Các em rất hay sợ cái phần câu hỏi hình vẽ này. Tối hôm qua fanpage của thầy mới cho chúng ta tài liệu về câu hỏi hình vẽ đấy. Nào có 14 sẽ nào đáp án gì này. Các thanh niên nào chưa xe thật nhanh về tường nhá. Các thanh niên nào chưa xe thật nhanh lại về tường giúp thầy và tag tất cả các bạn các em vào trong video livestream này. Mình sang câu số 14, lại thầy nói không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ cho các em. 14 đáp án gì và chưa nhìn thấy một bạn nào dám comment đáp án của 14 luôn. 14 chả nhẽ lại khó đến mức vậy sao? 14 đáp án gì? Hiểu đúng rồi. Quá dễ hiểu Lục Trung Đức. Học live VIP nó khác bọt thế đấy em ạ. Nào câu 14 nào các em. Câu 14 đáp án gì đây nhỉ? 14 đáp án gì bây giờ? Quay mã nó có 198 là xe đó. Xe đuối đấy các em. Xe mạnh mẽ xem nào. Bạn nào không xe chứng tỏ bạn đã ghét thầy. Bạn nào xe chứng tỏ bạn đã yêu quý thầy. Yêu quý thầy, thầy mới cày thật nhiều cho bạn xem. Đợt này là thầy đang hủy kết bạn với rất nhiều bạn ít tương tác ấy. Hãy tương tác thật nhiều lên, nếu mà tương tác ít là thầy hủy. Bởi vì thầy chạy ad mà. Ad là không biết ai và ai luôn. 14 à. Hãy hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ y. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ y. Phản ứng nào xảy ra? Phản ứng nào xảy ra trong thí nghiệm trên? Dĩ nhiên phần này chúng ta học vẽ te đúng không? Đấy, mình tưởng có này. Thằng này tác dụng thằng này tạo thành dung dịch và nước, thế nên là chẳng ai đi cho nước đá chất hữu cơ để thu nước cả. Đây là chất hữu cơ y thì hơi nước bay ra không thể hợp chất hữu cơ vớt. Được chưa? Tiếp tục nhá. Thằng này thì thằng này là muối, muối này thì không bốc hơi, thằng này không bay hơi. Không bay hơi, thằng này cũng không bay hơi, thằng này cũng không bay hơi. Trong này chỉ có mỗi một thằng este đun nóng bốc hơi. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò. Ok. Rất dễ đúng không em? Cực kỳ dễ, mạng lạc. Rồi ok, chấp nhận mạng lạc. Dễ không? Mình có sang câu tiếp theo nhá, câu số 15. Câu số 15 cực kỳ ghét những đứa nào không xe. Ghét luôn đấy. Xe lại về tường để cho tất cả các bạn cũng biết đến thầy, để mà lớp học chúng ta vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Nhớ là tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần chúng ta có cái buổi học live stream cùng nhau từ lúc 20 giờ nhá. Nào mình có nào. Câu số 15. Nào câu số 15. STX là hợp chất thơm có công thức phân tử là STX là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Thơm là chứa vòng benzen rồi. Cho ít tác dụng là hoặc tạo ra hai muối nhá. Bây giờ đi tìm ra tạo ra hai muối đó. Thằng này là tạo thành ancol này, C6H5CH2OH. C6H5CH2OH không phải là muối. Vớt A. Thằng này tạo thành ancol này, C2H5OH này. Vớt C. Được chưa? Được chưa? Anh này tạo thành muối này, HCOO Na. Thu thủy xe từ đầu rồi thì thu thủy xe tiếp vào nhóm và tất cả các nhóm mà em làm thành viên giúp thầy với. C2H5 này. Được chưa? Hai muối nhá. Thằng này cũng thu được C2H5COONA cộng với lại C6H5ONA. Thank you, phải đỗ xe này về tường nhá. Xe này về tường thông tác tất cả các bạn của em vào video stream. Bây giờ hai muối là bọn này được thỏa mãn BZ rồi. Vậy mình loại AC rồi. Có phân tử khối lớn là 80, bây giờ còn phân tử khối lớn 80. Chúng ta bấm phân tử khối này, mình biết ngay anh này phân tử khối bằng 68. Nhỏ hơn 80. Loại nốt đáp án B. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Hoàn toàn chính xác em. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nha. Đấy, câu 15 đáp án D. Đề của thầy độ khó đang tăng dần, level đang tăng dần. Level đang tăng dần theo mức bậc thang. Xem có bao nhiêu bạn trụ được đến mức cuối. Xem và hiểu để đến mức cuối. Đây là buổi cuối cùng thì livestream cho ST. Các em chú ý, sang thứ 2 tuần sau là mình học bài đầu tiên về carbohydrate, một đống đường đấy nhá. Sao thấy mờ chắc là do mạng của em rồi Lê Cẩm Tú. Em thử chỉnh lại mạng xem nhá, của thầy vẫn nét căng hơn cả Sony luôn. Mình có sang câu tiếp theo, câu số 16. Bạn nào chưa xe lại về tường đi. Các em ơi, các em nghe thầy giảng có hiểu không? Bạn nào nghe hiểu thì chấm cái xem nào. Bạn nào không hiểu thì chấm cái xem nào. Câu 16 nào. Công thức nào sau đây công thức của chất béo? Ok, thank you Quang Hiếu. Nào, công thức nào sau đây là công thức của chất béo nào? Công thức nào sau đây là công thức của chất béo nào? Nào, công thức nào sau đây là công thức chất béo các em? Chất béo. Trieste, đây là mono vứt tri mà. 3. Tri, 2 là đi. Vứt. Đáp án đúng đáp án D. Em đợi thầy hôm nay mãi không đề mãi nên không có lý do gì không trụ đến cuối. Trụ đến cuối nha.
Nào mình có xong nhá, đáp án đúng đáp án D này. Câu 17. Câu 17 nào, 17 chất không? Em nhìn 17 kinh điển không? Các em non thầy hướng dẫn giải từ từ chậm chậm để cho tất cả các bạn và các em cùng hiểu nhá. Chứ bây giờ đề thi nó khó, đề thi nó khó nên mình phải làm đến những câu như này. À, đốt cháy, đây là đề cao đẳng năm 2012 thôi. À, mình có này, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm han côn đơn chức. Nha, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm han côn đơn chức cùng dãy đồng đẳng thì thu được CO2 và nước. Thầy bấm tìm được số mol CO2 này, 15,68 chia cho 2,4 bằng 0,7 mol. Mình có là 0,7 mol CO2 này. Số mol nước là 17,1 chia 18 bằng 0,95. Vậy mình biết ngay số mol nước lớn hơn số mol CO2, vậy chắc chắn hai ancol này là ancol no đơn hở. Ancol no đơn hở thì công thức là CnH2n cộng 2O. Đúng chưa? Và hoàn toàn mình có là n nước trừ n CO2 bằng n cháy. Được chưa? Vậy mình có là n của ancol thì bằng n nước trừ n CO2 và bằng 0,95 trừ đi 0,7 thì bằng 0,25. Vậy anh này bằng 0,25. Ok chưa? Hiểu không các em? Vậy đến đây chúng ta tìm được carbon trung bình bằng số mol CO2 là 0,7 chia cho 0,25 thì bằng 0,7 mà chia cho 0,25 thì bằng 2,8. Lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Đề bài nói cùng dãy đồng đẳng. Oh no. Cùng dãy đồng đẳng thôi. Đúng chưa? 2S than côn đơn trước cùng dãy đồng đẳng. Một thằng là C2, một thằng là, cái này không cần tìm nó công thức từng ancol, chính xác. Nhiều đứa bị lừa chỗ này đấy, nhiều đứa bị lừa này. Hai ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng chứ không phải là liên tiếp nên nhiều đứa làm là C2 C3 là rất dễ bị chết. Ở đây thầy lấy suy ra công thức của ancol là C2,8H 2,8 nhân 2 cộng 2, 2,8 nhân 2 cộng 2 bằng 7,6. Ồ. Hay thì có thể viết được anh này là C2,8H6,6OH. Được chưa? Nhìn kỹ nha. Vậy thì có này C2,8 này, H6,6OH cộng với axit acetic CH3COOH thu được agameste là CH3COOC2,8H6,6. Bạn nào cứ nằm nghĩ mãi chỗ này là cũng chết. Hiệu suất bằng 60% và anh này bằng 0,6. Số mol của ancol mình vừa tìm được 0,25. Số mol của CH3COH 15,6 chia cho 15,6 chia 60 bằng 0,26 mol. 0,26. Thằng 0,25 nhỏ 0,26 nên tính được 0,25. Thuận nhân nghịch chia 0,25, thuận nhân 0,25 nhân 0,6 thì bằng 0,25 nhân 0,6 bằng 0,15. Đến đây mình tìm được khối lượng đúng không? Các em cùng bấm khối lượng với thầy nhá, các em cùng bấm khối lượng với thầy nhá. Mình có này, 0,15 này, 0,15 này. 0,15 nhân với mở ngoặc đơn này. 15 cộng này 44 này cộng này 12 nhân 2,8 cộng 6,6 bằng 14,88 gam. 14,88 gam thì đáp án đúng mình là đáp án D. Các em rõ chưa? Các em có hiểu bài này không? Đấy, những cái bài này là chỉ dành cho các thanh niên nào mà muốn thi các trường top 1 và top 2 thôi. Trong quá trình mình đi thi thì mình phải thi những cái câu top 1 và top 2 chứ. Chứ các em nhìn thấy có rất nhiều thanh niên chữa những câu cực kỳ dễ. Cực kỳ dễ, chưa từng dạy lớp off bao giờ, chữa những câu cực kỳ dễ chỉ để chỉ với mục tiêu duy nhất là để cho nhiều đứa xem, để cho nhiều đứa xem xong cuối cùng là thi thì chúng nó chẳng có điểm cao mấy. Lại khổ thân, lại lãng phí cuộc đời của các bạn. Thầy rất là tiếc cho các bạn. Nhá. Chúng ta phải học, đã học là phải chất, chất là phải không có chém gió nó nhiều, mình chỉ có học thôi. Những bạn nào muốn học thực chất thì chấm một cái xong xem video livestream thầy về tường. Nào mình có câu tiếp theo, câu số 18. Nào câu số 18. Câu số 18, được thật chứ em. Nào câu số 18, thần thánh quá. Ok, thank you cùng Quỳnh Hương. Mình sẽ làm được những cái câu này rất là dễ thôi. Những câu này càng về sau các em sẽ nhìn thấy chúng ta còn có rất nhiều câu sau nữa, càng ngày chúng ta sẽ tiếp xúc với những cái đề thi trung học phổ thông quốc gia. Và đây là cái buổi cuối cùng mà thầy livestream dạy về ST. Và buổi sau, thứ hai 20 giờ chúng ta sẽ học sang carbohydrate nha. Mình có câu 18 nào, cũng comment đáp án câu 18 này xem nào. Ui đau lưng quá rồi, anh ngồi hơi bị còng còng lưng chữa bài livestream chúng nó này. Câu 18 nào. Xà phòng hóa CH3. Nào, xà phòng hóa CH3COOCH5 trong dịch NaOH đun nóng thu được mỗi công thức là u câu này dễ ợt. Trong NaOH mục tiêu 8 cộng không có bài tập. Có được không nữa? Được, học thấy ngay từ đầu thì mục tiêu 8 cộng hoàn toàn bình thường.
Hà Nguyễn Thị đúng rồi, ok, cố gắng học theo thầy nhá. Các em sẽ thấy những câu đó rất là dễ. Mình có CH3COONA. CH3COONA. Vậy thì mình có cái phân tử khối này này. Mình viết tắt lại nó là C2 đúng không? H3 đúng không? O2 đúng không? NA. Đúng chưa? Thế này CH3COONA lấy luôn đáp án đúng là đáp án C. Tính đến hiện tại chưa sai câu nào. Live VIP khủng chưa? Lục Trung Đức live VIP của thầy quá chất. Thank you Lê Cẩm Tú. Cực kỳ chất chứ. Nào, mình sang câu 19. Câu 19 nào các em. Các em cứ comment thật nhiều, xong xem video live stream thật nhiều, thấy rất là vui. Và thấy vui thì thầy lại càng live stream cho các em nhiều hơn nhá. Chỉ cần làm thầy vui thôi. Share thật nhiều video live stream thầy. Tag tất cả các bạn các em vào trong video live stream này. Thầy sẽ live stream thật thật nhiều cho các em. Có 6 câu este trong đề thi đại học các em ạ. Nào, thủy phân 37g 2 este cùng công thức phân tử C3H6O2. Đó, câu này mới hay này, C3H6O2 này mình tìm được số mol này, 37 chia 74 0,5. Bằng dung dịch nào hắt dư? Trưng cất dung dịch sau phản ứng thì thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn Z. Ancol Y. Đun nóng ancol Y với H2O4 đặc. Đun nóng ancol Y với H2SO4 đặc ở 140 độ C thì thu được ete. Các em lưu ý giúp thầy là đun nóng với H4 đặc thu được ete thì ete và chắc chắn là cộng với nước nữa. Nha. Chúng ta có này, khối lượng của ete bằng 14,3. Được chưa? Biết rằng phản ứng hoàn toàn, hỏi khối lượng muối trong Z. Thế mình có nha. Anh này là 0,5 là ethanol đơn hở. Ethanol đơn thì thủy phân với tỷ lệ 1:1 ra được NaOH là 0,5. Được chưa? Vậy như vậy ta cũng suy được số mol ancol cũng bằng 0,5. Nha, do ethanol đơn nên ancol chúng ta chắc chắn là no đơn. Ancol no đơn thì thầy có một cái này về ancol này, các em nhìn kỹ nhá. Các em nhìn thật kỹ này. ROH hai thằng ROH mà trong H2SO4 140 độ C thì thu được thằng ROR cộng với nước. Được chưa? Thế mà số mol ancol là 0,5. Ngay lập tức thì suy được số mol nước 0,5 nhân 1 chia 2 0,25. Nhìn thấy chưa? Nhìn kỹ chưa? Mặt khác, nếu thầy sử dụng bảo toàn khối lượng, thầy có M ancol thì bằng M ete 14,3 biết rồi. Cộng M nước. Vậy đến đây chúng ta tìm được M ancol sẽ bằng 14,3 cộng với 0,25. 14,3 cộng 0,25 nhân 18 bằng 18,8. Vậy đến đây thì có M ancol bằng 18,8. Thầy bảo toàn khối lượng tiếp thì có M ancol cộng M chất Z thì sẽ bằng M thắng ete. Mới ete biết rồi, đề bài cho 37 các 37 cộng M NaOH 0,5 nhân 40. Đây, đến đây mình giải mình tìm được MZ rất là dễ. 37 này cộng với này 0,5 nhân 40 cộng với 0,5 nhân 40 trừ đi 18,8 bằng 38,2. 38,2 đáp án đúng của mình là đáp án B, Nguyễn Thị Thu Thủy chính xác, rất chính xác, hiệu Nguyễn Quốc chính xác, Lê Cẩn Tú chính xác. Đấy, các em thấy không? Những cái câu này là những câu mà cần phải sử dụng đến kiến thức lớp 11. Thế nên các anh chị 2K1 vừa rồi thi, có nhiều anh chị chỉ học thầy mỗi năm lớp 12 xong bảo với thầy là thầy ơi, đề khó lắm, rất nhiều câu dạng lạ. Không phải dạng lạ đâu các em ạ, mà những câu đấy có ở trong năm lớp 11 đấy. Thế nên là nhiều bạn mà không học thầy ngay từ đầu thì sẽ cảm giác thấy nó là lạ. Nhưng yên tâm, bây giờ 2K2 theo từ thầy thì chúng ta vừa học kỹ, chúng ta vừa học chất. Các em chú ý nhá, những cái bài này mình phải học thật kỹ, chứ mình không thể lướt qua một vài buổi chạy vù là mình đã gần hết hữu cơ rồi. Như vậy là không đổ ổn, như vậy là cách giải không ổn, hiểu không? Các em phải học từ từ, chậm chậm, nắm chắc lý thuyết, xong rồi mình mới nhảy lên được bài tập. Từ bài tập sau đó mình mới làm được đề tổng hợp, hiểu không? Như vậy chúng ta mới khủng được. Nào, mình có câu 20. Số trieste. Nhớ xem lại video live stream về tường, xong rồi tag giúp thầy tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này nhá. Mình có nào, câu 20. Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glycerol và axit, thằng này thì đặt số 1, axit thằng này thì đặt số 2 nhá. Vậy đây là trieste là 3. Vậy thì có là 1 1 2 1 2 1. Được chưa? Tiếp tục là 2 2 1 2 1 2. Vậy tất cả bọn này đều thủy phân ra được thằng 1 và thằng 2, vậy có 1 2 3 4. Đáp án đúng đáp án B,
Thực ra đây là một skin khá là kinh điển của thầy đúng không? Skin mà xác định đồng phân Trieste theo phương pháp xếp số. Bạn nào mà chưa theo dõi thì có lẽ chỉ có một cách duy nhất là đăng ký khóa học full video của thầy. Trong đấy thầy có chia dạng, dạng chi tiết. Mình sang câu 21. Câu 21 nào các em? 21, đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 đấy. Em nhìn nhá. Nhìn kỹ thầy phân tích nhá. Phạm Văn Đức comment đi. Cái gì? Xe về tường chưa? Xe ở trong nhóm lớp A1 đi. Câu 21. STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2. STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2. Hello Cao Đình. Nào. STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng A Monic thu được trong NaOH, thu được dung dịch Y. Toàn bộ Y tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NaOH thu được 4A không? Chú ý nhá, A Monic mà thu được 4A. Vậy mình xem này. Đầu tiên này, thì phân anh này thì thu được CH2 nối đôi CH COO NA đúng không? Cộng CH3OH, hai này đều không trắng được bạn. Vượt. Lấy nó trắng được bạn. Thì phân anh này mình thu được HCOO NA cộng với lại HOCH2 CH nối đôi CH2. Amon này thì thu được Amon này thì chỉ một thằng này trắng bạc, thu được 2A mon bạc. Vứt tiếp, đây để bài của 4A. Ok. Tiếp tục anh này. Thì phân thu được CH3 CONA thì không ghi nữa, thằng này không trắng bạc. CH3 CHO Amon thì sinh ra bạc là 2A, để bài của 4A. Vứt nốt. Vậy đáp án đúng đáp án A. Thầy viết thằng A thì phân ra gì cho các em nhìn nhá. HCOONA cộng với CH3 CH2 CHO. Thằng này amon, thằng này trắng bạc ra 2 bạc, thằng này trắng bạc ra 2 bạc. Nên cả hai thằng này trắng bạc thì ra được 4 bạc, đúng không? Bạc là 4A. Thằng này A ra được 2A, thằng này A ra được 2A. Vậy được tổng cộng là 4A. Đáp án đúng đáp án A. Rất là dễ các em. Cực kỳ dễ. Đúng không? Đó hỏng quá. Nào, mình sang câu 22, đề thi minh họa năm 2015. Đề thi minh họa năm 2015 nào. Thật nhanh nào, comment đáp án cho thầy xem câu 22 đáp án gì. Nào, thật nhanh nào. Comment cho thầy xem câu 22 đáp án gì nào. Câu 22 đáp án gì các em nhỉ? Thủy phân một triglycerid X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat và natri stearat, tỷ lệ mol tương ứng là 1:2 nhá. Vậy thì đặt thằng natri oleat là 1, thằng natri stearat là 2. Chú ý đây là 1:2, có nghĩa là một gốc, một thằng 1 và hai thằng 2. Một thằng 1 và hai thằng 2 thì chỉ có 1:2:2. Đúng không? 2:1:2 hết rồi. Bởi vì là 1:2 mà nên là 1 thằng 1 và 2 thằng 2. Vậy mình chỉ có mấy thôi? 1:2:2 thì triglycerid và đáp án trên, đáp án A. Đấy, rất tốt. Đức Duy Kiều, Trần Minh, Lê Thị Kim Yến, Phạm Dương, Ngọc Thư, Nhung Nguyễn, Hiệu Nguyễn Quốc. Các em comment rất là chính xác, rất là tốt. Ok. Mình sang tiếp nhá, sang câu 23. 23 chúng ta lại sang một cái level thêm một chút nữa. Nhưng thầy nghĩ level này vẫn là dễ thôi, không quá khó đâu. Các em cần chú ý theo dõi thầy giải nhá, thầy giải chậm chậm từng bước một để cho các em cùng theo dõi. Các em sẽ thấy câu này rất là dễ, không quá khó như việc mà các em nhìn thấy là đề dài mà không giải được đâu. Bởi vì 6 gam hỗn hợp của một axit carboxylic no đơn trước mạch hở. No đơn trước mạch hở nhá. Công thức tổng quát là CnH2NO2, no mà. Ancol đơn trước là ROH, số nguyên tử carbon trong phân tử khác nhau để yên đấy nhá. Thu được này, đây là 7,6 này, thì đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 0,3, nước 0,4, thì hoàn toàn mình nhìn thấy này, N nước lại lớn hơn NCO2, N nước lại lớn hơn NCO2. Chưa hiểu phương pháp này, giờ chỉ có một cách duy nhất là inbox cho thầy xong rồi đăng ký khoa học cho Ngọc Danh ạ. Bởi vì thầy dạy qua mất rồi. 0,4 lớn hơn 0,3, 0,4 lớn hơn 0,3, vậy mình có này, số mol nước lớn hơn số mol CO2, là do số mol nước lớn số mol CO2 mà thằng axit này cháy luôn luôn cho nước bằng CO2 này, nên chắc chắn là ancol no đơn hả? Ancol no đơn. Ancol no đơn thì công thức tổng quát là CnH2n CmH2m cộng 2. Ồ. Đúng chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol của ancol mà 0,4 trừ 0,3 bằng 0,1. Vậy anh này ancol là CmH2m cộng 2O, số mol ancol là 0,1. Đến đây mình đi bảo toàn khối lượng. Mình đi bảo toàn khối lượng thì mình có 7,6
cộng với lại khối lượng của oxy thì bằng 0,3 nhân 44 cộng 0,4 nhân 18. Đến đây mình tìm được khối lượng của oxy này. 0,3 nhân 44 cộng 0,4 nhân 18, 0,3 nhân 44 cộng 0,4 nhân 18 bằng 20,4 trừ đi 7,6 bằng chia cho 3 2 ra số mol oxy 0,4 mol. Ok. Ok chưa? Nào. Mình có nào. Tiếp tục nào. Hoàn toàn đến đây chúng ta sẽ giải tiếp, chúng ta sẽ có bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì chúng ta sẽ được cái gì nhỉ? Bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình sẽ có 0,4 nhân 1 cộng 0,3 nhân 2 trừ đi 0,4 nhân 2 trừ đi 0,1 nhân 1 thì mình sẽ tìm ra được số mol của thằng axit. Mình có này, 0,4 nhân 1 cộng 0,3 nhân 2 trừ đi 0,4 nhân 2 trừ đi 0,1 nhân 1. Được chưa? Bằng này, chia cho 2 này, bằng 0,05. Bằng 0,05. Bằng 0,05. Nào, vậy hoàn toàn đến đây. Vậy hoàn toàn đến đây. Ta sẽ có điều gì các em? Nhìn nhá, thấy có này. Carbon trung bình của hỗn hợp sẽ bằng, carbon trung bình hỗn hợp sẽ bằng 0,3 chia cho tổng số mol bằng 0,1 cộng 0,05. 0,1 cộng 0,05 bằng 0,3 chia 0,15. 0,3 chia 0,15 bằng 2. Vậy carbon trung bình bằng 2. Carbon trung bình bằng 2, nhưng đề bài lại bảo chúng ta một điều này. Số nguyên tử carbon trong phân tử khác nhau. Vậy điều này chứng tỏ thằng axit không thể là 2, thằng ancol cũng không thể bằng 2. Được chưa? Được chưa? Thằng axit không thể bằng 2, thằng ancol không phải cũng không thể bằng 2. Vậy điều này chứng tỏ rằng là một thằng phải nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 2 là 1. Và thằng lớn hơn 2. Nhỏ hơn 2 là 1 thì thằng axit thì số nguyên tử carbon luôn lớn bằng 2 rồi. Nên nó không thể là 1. Vậy ROH chắc chắn là 1. Đúng chưa? Vậy chắc chắn ancol ta là 1 vì nó chỉ có thể là CH4O hay nó cách khác nó là CH3OH. Được chưa? Ôi nghe chưa? CH3OH. Ok em ơi, có vụ gì đấy? Thầy đang mải giảng. Thôi tập trung vào học nhá. Nào mình có này. Sau khi ra được anh ancol này là CH3OH rồi. Thì hoàn toàn mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. Đây CH3OH 0,1 tự nhiên đang giảng quay xuống thấy chúng nó comment dài dài nhắc chúng nó ngay học bài. Bảo toàn carbon mình có 0,3 này trừ đi này 0,1 nhân 1 này, được chưa? Bằng này chia số mol là 0,05 này bằng này 4. Bằng 4. Vậy chắc chắn axit chúng ta bằng 4 là C4H8O2. Các em phải quan tâm thật kỹ đến những cái câu như thế này. Những câu này cực kỳ là hay khi thi nên phải quan tâm nhá. Rất hay gặp. Vậy hoàn toàn đến đây mình có này, một thằng axit, nhìn kỹ nhá. Một thằng axit bây giờ thì ghi lên chỗ này chúng ta dễ nhìn. Thằng axit chúng ta là C4H8O2 rồi. Vậy nó là C3H7COOH cộng với ancol là CH3OH này. Hiệu suất là 80% vậy nó là 0,8 này. Thu được este chúng ta là C3 mũi tên hai chiều nhá, C3H7COOCH3. Thì số mol của CH3COH chúng ta vừa tìm được bằng 0,05. Số mol của CH3OH của chúng ta thì bằng 0,1. Các em ơi, cái gì? Giờ mới nhìn 0,1 cái gì? Được bảo có người nói xấu. À thôi các em ạ, không quan tâm gì nhiều. Đấy chắc là nick ảo đấy. Thầy hay bị nick ảo lắm. Giảng hay nhiều quá xong rồi là có nhiều giáo viên khác hơi ganh ghét thầy nên là dùng nick ảo vào chửi mà thôi, không quan tâm. Các em chỉ quan tâm đến việc duy nhất là học, quan tâm đến bài là học, chúng ta đang học còn kệ, mình không quan tâm để ý nhiều nhá. Giống như thầy, chúng ta không cần quan tâm để ý nhiều. 0,05 này mình tính theo thằng hết, với đây 0,05 0,1 thì tính theo thằng hết là 0,05 thuận nhân 0,05 nhân 0,8. 0,05 mà nhân với 0,8 thì bằng 0,04. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng luôn. 0,04 nhân với mở ngoặc đơn này 12 nhân 3 cộng với 7 cộng với 44 cộng với 15 bằng 4,08. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok chưa? Kinh ngủ không? Các em hiểu bài này không? Các thanh niên nào hiểu bài này thì chấm cái xong xe lại về tường giúp thầy. Các thanh niên nào hiểu bài này thì chấm cái xong rồi là xe lại video livestream về tường giúp thầy. Bài cực kỳ hay luôn. Các em sẽ rất hay gặp những bài như này. Các em thấy không? Level tăng càng ngày càng tăng. Càng ngày xuống dưới càng tăng đúng không?
Thì kệ chứ, quan tâm làm gì nhiều ở Nguyễn Thế Quang. Mình chỉ quan tâm đến việc mình làm thôi, và thầy biết rằng là việc mình làm đang giúp đỡ cho các em 2K2, thế thôi. Còn lại có rất nhiều bên chống phá thầy mà. Các em biết là cái đợt mà thầy livestream cho 2K1 thì cứ vừa mới đăng tút lên một phát, tối đang chuẩn bị livestream thì lại bị report. Mãi bây giờ mới chống được report ấy. Thì bây giờ thì chắc chắn nick ảo sẽ xông vào chống phá thầy nhiều, nên là thầy cũng chẳng quan tâm gì nhiều. Thầy chỉ quan tâm là livestream cho các em thôi. Và các em chỉ quan tâm một điều là học thầy và share lại video livestream cho thầy, để mà làm sao cho thật nhiều bạn cùng có thể theo dõi video livestream của thầy. Càng nhiều bạn biết đến thầy thì càng ok. Không hiểu thì xe thì thực ra cái câu này câu vận dụng cao em ạ. Các bạn không hiểu là chuyện bình thường, các em phải xem đi xem lại đến 2-3 lần thì mới làm được nhá. Thế nên câu 2-3 này, những bạn nào không hiểu thì xe lại video livestream về tường, xong rồi là ok Hồ coi nhà rồi coi thầy live, ok thank you em, nhớ xe về tường công tác em 2K2 vào đây giúp thầy nhá. Là mình có sang câu 24 nữa cả nhà. Mấy câu này toàn bài tập cô cho mà không biết làm. Đấy là này, linh này. Đấy ok, và thầy chữa cho chúng ta cách cực kỳ nhanh đúng không? Nào câu 24. Đây là cách nhanh nhất đấy. Câu 24 nào. Thủy phân ST. Nào, thủy phân STX mạch hở công thức phân tử C4H6O2. Sản phẩm thu được có khả năng tráng bạc. Câu này cực kỳ hay. Câu này cực kỳ hay. Ở đây có bạn là Công Thanh hỏi là chỗ suy đa ke axit. Em ơi, chỗ suy đa ke axit rất dễ thôi. Ở đây là C0.05 thì mình đi bảo toàn. Do anh này là trung bình bằng 2, 2 thì đề bài nó cho là không, là số carbon nguyên tử khác nhau nên không thể là 22 được, phải nhọn 1, phải nhọn 2 thì chỉ có 1. 1 thì thế vào đây là CH3OH. Vậy mình có bảo toàn carbon thì 0.3 này trừ đi 0.1 nhân 1 này chia 0.05 nó ra là C4. Sau đó giải thôi. Rất là dễ. Nào mình sang câu 24 nào cả nhà. 24, thủy phân ST C4H6O2, C4H6O2 thu được sản phẩm có khả năng tráng bạc. Tráng bạc, các em lưu ý cái từ tráng bạc. Tráng bạc thì hoặc nó phải có chó, hoặc nó phải có HCOOR phải. Được chưa? Thế vậy những cái thằng có khả năng tráng bạc anh này là HCOO này, C nối đôi CC, một cháo. Đúng chưa? Đúng chưa? Đây là một cháo, thằng này có khả năng tráng bạc này. Tiếp tục này, HCOO này, C nối đôi C, thằng này cháo thứ hai. Tại sao? Tại vì nó cứ đầu HCOO này, thủy phân thì phải thủy phân ra được HCOOH không? Thằng này thủy phân là được HCOOH thì hai thằng này đều có khả năng trắng bạc không? Vậy là ok nhá. Tiếp tục này. Tiếp tục này. Thế là xong hai thằng này thì CH3COOC nối đôi CH này, nối đôi CH2. Thằng này thủy phân thì ra được CH3OH không trắng bạc. CH3COOH không trắng bạc nhưng lại thu được CH3 CHO trắng bạc, đúng không? Vậy 1 2 3, 1 2 3 thằng. Bạn nào tô 3 là bị chết. Bạn nào tô 3 là bị chết. Em biết tại sao chết không? Em biết tại sao chết không? Tại vì này này, đề bài hỏi số ST thỏa mãn tính chất trên. Và nhớ rằng là cái buổi live stream đầu tiên, buổi live stream lấy gốc của thầy, thầy đã nói với các em rằng là khi đề bài hỏi số ST thì mình phải tính cả hình học. Đúng chưa? Và khi mình tính cả hình học thì anh này có được phân hình học này. 1, 2, 3 cộng thêm 1 sao. Vậy là có 4 đồng phân. Được chưa? 4 nha. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, được chưa? 4 cháu. Nào mình sang tiếp. Câu số 25. Càng xuống dưới các câu độ khó càng tăng. Bây giờ mình đang ở câu số 25. Một câu thực ra nó cũng không hẳn là khó lắm đâu, nhưng mà đòi hỏi các em phải hiểu. Các em cần chú ý nhé, thật hết sức tập trung ở đây để theo dõi thầy hướng dẫn cho các em nhá. Nào mình có nào, câu 25. Còn thiếu cái nào ở Huỳnh Tuấn Thoại? Huỳnh Tuấn Thoại đang bỏ còn thiếu này. Còn thiếu thằng nào của em? Còn thiếu thằng nào? Có vẻ nhanh. Ok, thank you em. Đúng rồi, thầy lỗi đấy. Còn một thằng bẻ nhánh nữa, HCOOC nối đôi CC. Đây thằng này cũng trắng được. Đúng rồi. 1 2 3 4 đang bảo hôm nọ chữa được 5 mà hôm nay được 4. Sorry cả nhà. Đáp án đúng đáp án D. Ok, cảm ơn nhá. Thank you. Câu 24 đáp án D các em ạ. Thầy lỗi. Đáp án D. Đấy, thầy làm nhiều nên là chữa nhiều nên cũng bị lỗi đấy. Là mình có sang câu tiếp theo nhá. Câu số 25. Đốt cháy hoàn toàn một mol chất béo. Vậy mình có chất béo này. Mà đốt cháy hoàn toàn với chất béo chúng ta là trieste đúng không? Trieste thì công thức nó là CHIO6. Đốt cháy thì mình thu được CO2 và nước hơn kém nhau 6 mol.
hơn kém nhau 6 mol là các em lưu ý cho thầy một chút nhé. Ở đây mình có một cái công thức giải mọi bài cháy là NCO2 trừ N nước chia N cháy thì luôn bằng K trừ 1. Ok chưa? Thế mà roi này là chất béo, là từ este. Chất béo thì chắc chắn lục trung thức à? Ừ, cái thằng này nó ra acetone, đúng rồi. Nhưng mà cái đầu HCO này thì lại trắng được gương em nhé. Thằng này là ra acetone nhưng đầu HCO này trắng được gương. Nguyên thủy ạ, đề bài bảo là chỉ cần trắng bạc thôi mà. Nào mình có. Mình quay lại tiếp câu 25 nhá. Đứa nào chưa xe lại về tường nhá. Câu này rất hay thi. Câu này cực kỳ hay thi luôn, nên là sau này gặp phải thì nhớ là bảo là thầy Minh đã dạy em. Nào, vậy mình có này, NCO2 trừ N nước chia N cháy bằng K trừ 1 mà hơn kém nhau 6, vậy mình có K trừ 1. Đây thằng này trừ thằng này thì bằng 6 đúng không? Mà đốt cháy bằng toàn 1 mol đúng không? Vậy đây là 6 phần 1 đúng không? Vậy K trừ 1 bằng 6. Suy ra K có thể bằng 7. K chính bằng số pi cộng số vòng. Nhưng do anh trieste hay chất béo thì không có vòng nên suy ra số pi của nó bằng 7. Ok chưa? Số pi của nó bằng 7 mà mình có này, 7 pi. Trong đó thằng chất béo của chúng ta có 3 pi c o o. Vậy nó còn 7 chữ 3, 4 pi c nối đôi c. Và chính cái 4 pi c c này nó mới tác dụng với brom. Được chưa? Vậy mình có một thằng CHIO6 ăn với brom. 4 pi c c ăn 4 brom. Số mol brom chúng ta bằng, các em hiểu chỗ này không? 0,6 nhân với 1 bằng 0,6 nha. Suy ngược lại anh này bằng 0,6 nhân 1 chia 4 nha. Bằng 0,15. Được chưa? 0,15. Vậy giá trị của amon chất béo bằng 0,15. Đáp án đúng đáp án. Dễ. Rất là dễ. Đúng không? Mình xong câu 25. Các em thấy không? Đấy, những cái câu này cực kỳ khó nhưng có thầy nó trở thành cực kỳ dễ với các phương pháp giải đặc biệt và đặc trưng, chúng ta tiết kiệm được cực kỳ nhiều thời gian. Đứa nào chưa xe thì xe thật nhanh nhá. Mình có nào sang câu số 26 này. Câu trong đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Thầy đang rát họng lắm rồi. Và bây giờ chỉ có những cái cổ vũ từ bọn em. Thả chấm thật nhiều vào. Xong rồi tag thật nhiều các bạn vào, xong xe video livestream về tường vào trong tất cả các nhóm mà các em biết là có thể giúp đỡ cho thầy. Có thể livestream chữa hết full cho chúng ta đến câu số 30. Chúng ta đang ở câu số 26. Nào, mình đang ở câu số 26. Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Nào, chất X tác dụng với NaOH vừa đủ thu hai chất Y và Z. Ok. Z tác dụng với AgNO3 trong NH3 dư. Đây, để cứ ghi ra nhá. X này tác dụng với NaOH này, thu được Y này, cộng Z này. Z tác dụng với AgNO3 trong NH3 này, thu được T này. T tác dụng với NaOH này thì lại thu được Y. Điều này chứng tỏ carbon trong T bằng carbon trong Y. Đúng không? Tác dụng NaOH không liên quan carbon. Vậy mà theo mình có carbon trong Z lại bằng carbon trong T. Suy ra carbon trong Z bằng carbon trong T bằng carbon trong Y. Vậy chắc chắn tương đương điều là carbon trong Z phải bằng carbon trong Y. Đúng không? Thằng này thì phân ra được Y và Z. Vậy mình có này, carbon trong hai thằng này bằng nhau. 2, 2 đủ. 1, 1 đủ. 2, 3 vớt. 1, 2 vớt. Vậy mình chỉ còn A và B. Mình lưu ý. Anh này thủy phân thì thu được HCOONa cộng CH3OH. HCONa mà cộng với AgNO3 trong NH3 thì chỉ thu được gì? Không bao giờ thu ngược lại được CH3OH nên là loại nốt, mà chỉ có đáp án A là đáp án đúng. Tại sao A đúng? Nó phải viết phương trình để giải thích. Ý A khi thủy phân. Ý A, Minh Anh xem vào trong nhóm lớp giúp thầy nhá. Vào NaOH này thì mình thu được CH3COONa này cộng với lại CH3CHO này. CH3CHO cho tác dụng với AgNO3 trong NH3 này thì mình thu được CH3COONH4 này. CH3COONH4 mà cộng với NaOH này thì thu được CH3COONa này. Vậy đúng hai này giống nhau chưa? Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án A. Ok, xong nhá. Mình sang câu tiếp theo. Câu 22 thế nào hả? 22 là 5 em nhá. Sorry, Lê Kim Yến.
Vừa nãy thầy chữa lại rồi, 5. Câu 27 nào cả nhà. 27 nè. 27 là một cái câu vừa nãy giống giống câu vừa nãy mình chữa. Sang đây những câu này là những câu khó rồi. Nó hơi kén thì xem. Nó hơi kén thì xem. Ok. Nào. Mình có nào, mình có nào. Câu 27 nè. Đốt cháy hoàn toàn agam triglycerid. Nào, đốt cháy hoàn toàn agam triglycerid. Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn agam triglycerid. Cần vừa đủ 3,26 mol oxy. Vậy triglycerid của chúng ta nó sẽ có dạng là CXHIO6 cộng oxy 3,26 mol, thu được CO2 2,28 mol cộng với nước, số mol nước bằng 39,6. 39,6 chia cho 18 bằng 2,2. 2,2 mol. Ok chưa? Vậy hoàn toàn đến đây mình có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của X cộng với khối lượng của oxy bằng khối lượng của CO2 cộng khối lượng của nước. Vậy mình có khối lượng của X bằng khối lượng của CO2 2,28 x 44 cộng khối lượng của nước 2,2 x 18 trừ đi khối lượng của oxy 3,26 x 32. Ok, Đào Duy Tùng thì sẽ nói chậm chậm lại. Vậy mình được này, 2,28 nhân 44 này cộng với 2,2 x 18 trừ 3,26 x 32 35,6. 35,6. Mặt khác mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy 2,2 x 1 cộng 2,28 x 2 trừ 3,36 x 2. 3,26 x 2 được bao nhiêu chia 6? 0,04. Ok. Đấy nha. Để bài nói tiếp này, nhìn kỹ này. Để bài nói tiếp. Mà các thủy phân hoàn toàn agamic. Vậy x của thầy vẫn là CXHIO6, số mol 0,04. Trong NaOH đun nóng thì thu được muối cộng với lại C3H5OH 3 lần. Một thằng này ăn 3 NaOH ra một anh này. Số mol 0,04 nhân 3 thì bằng 0,12. Anh này bằng 0,04. Ok. Đến đây thì có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng này. Mình tìm được MX bằng 35,6 cộng MNaOH là 0,12 nhân 40 bằng M muối cộng với 0,04 nhân 92. Và công việc bây giờ chúng ta chỉ đi bấm máy tính thôi. 35,6 cộng với 0,12 nhân 40 trừ đi 0,04 nhân 92 bằng 36,72 gam. 36,72 gam C. Phạm Văn Đức chính xác, nó tốt. Thế mà mấy lần làm ở trên lớp không làm được mấy câu này. Đức nó phải làm mấy chục lần câu này rồi nó mới nhớ đấy. Đúng không? 28. Này thì bảo thật, nhiều đứa cứ kêu là 29, 30 khó, chứ nói thật với các em 28 chưa chắc đã mấy đứa làm được. Thề luôn, chưa chắc đã mấy đứa làm được. Đã comment cho thầy đáp án 28 bao nhiêu. Comment cho thầy đáp án 28 bao nhiêu. À, vừa nãy là có cái nick nào nó chửi thầy đúng không các em? Ờ, thế lần sau nếu mà tất cả các bạn cũng đang theo dõi cái live stream mà có nick nào mà chửi thầy mà thầy hoặc là nói xấu thì thầy mà thầy không để ý thì đấy là nick ảo đấy, các em giúp thầy report nhá. Được chưa? Lần sau các em nhớ giúp thầy report, bây giờ thầy mới biết. Tập trung giải bài cho các em qua. Nào mình có. Nào. Câu 28 à? Nào câu 28 à? Số chất mà một mol chất đó phản ứng tối đa với hai mol NaOH. Câu này đau đấy, câu này kinh khủng đấy.
chúng ta lưu ý rằng là cứ ST của phenol thì ăn thằng NaOH theo tỷ lệ 1:2. Chú ý nha, ST của phenol thì tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2, đúng không? Vậy hoàn toàn mình có này, thằng này ST của phenol một chảo, thằng này ST của phenol, nhưng thằng này ăn 3 cơ. Em biết tại sao không? Nhìn nhá, nhìn nhá, nhìn thì biết thằng này cho em nhìn nhá. Anh này chính này này, vòng tròn này, xong là HCOO này, OH này, thì mình có này, thủy phân này, thì thằng HCO này ăn 1 NaOH nhé, OH ăn 1 NaOH nữa nhé, thằng này NaOH lại ăn 1 nữa, vậy thằng này ăn 3 NaOH, được chưa? Loại anh này ăn 1 NaOH này, thêm gốc CL này ăn 2 này, anh này lấy này, anh này có 2 nhóm H đính vào vòng này, lấy này, anh này 1 nhóm H đính vòng thôi, thằng này không này, đây là tỷ lệ 1:1 vứt này, thằng này chỉ ăn theo tỷ lệ mol 1:1 này, vứt tiếp này, thằng này cũng chỉ ăn theo tỷ lệ mol 1:1 này, vứt tiếp này, vậy thì chỉ có 1, 2, 3 anh ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:2, đáp án đúng đáp án, bê bỏ nha. Thì viết lại phương trình cho các em nhìn, anh bên trên này, C6H4 đây, CH3COO này, CH3 này cộng NaOH này để tạo thành này, CH3COONa này cộng với lại vòng này, ONa này, CH3 này cộng nước này, ok chưa? Thì chất thứ nhất. Chất thứ hai nhá, Cl này, H3N này, CH2 này, COO này, NH4 này cộng NaOH này thì tạo thành này, chắc chắn tạo thành NaCl này cộng với này H2N CH2 COONa, vậy là cũng ăn theo tỷ lệ 1:2. Và cuối cùng OH ăn NaOH cũng theo tỷ lệ mol 1:2 để tạo thành ONa, được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? 3. Ok, thank you Mạnh Hùng. Xe thật nhiều vào, xe ở trong tất cả các nhóm kia lần. Ok, nào tiếp tục nào các em, nào tiếp tục nào. Câu 29 sắp đến bot của tuần ngày hôm nay rồi, để thi minh họa năm 2017. Nhìn phát là thấy sợ, nhìn câu này ối đứa sợ chết khiếp. Nào, bao nhiêu đứa cùng sẵn sàng giải câu này với thầy chấm cái nào? Bao nhiêu bạn cùng sẵn sàng giải câu này với thầy chấm cái để mình bắt đầu chiến? Bao nhiêu bạn cùng cố gắng giải câu này nào, chấm cái là mình bắt đầu chiến nào? Ok, chiến nhá, 29 nào. Hỗn hợp E gồm 2 este đơn chức là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Chưa nói năng lượng gì. Đốt cháy hoàn toàn E. 2 este đơn chức đã. Phải đặt nó là CXHIO2. Cần dùng vừa đủ oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy nhỉ? 8,064 chia 2,4 bằng 0,36. 0,36 mol. Ghi nhầm. 0,36. Thu được CO2 và nước. Số mol CO2 14,08 chia 44. 14,08 chia 44 bằng 0,32 mol. Số mol nước 2,88. 2,88 chia 18 bằng 0,16 mol. Các em nhìn này là các em biết là mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, mình tìm được số mol của este, đúng không? Mình có này 0,16 x 1, 0,16 x 1 cộng 0,32 x 2 cộng 0,32 x 2 trừ 0,36 x 2 bằng 0,08 chia 2 bằng 0,04. Vậy là số mol 2 este bằng 0,04. Do 2 este đều là đồng phân nên công thức phân tử giống nhau. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,32 chia cho 0,04 bằng 8. Số nguyên tử hydro bằng 0,16 x 2 chia cho 0,04 cũng bằng 8.
Được chưa? Vậy chắc chắn công thức của 2ST của thầy nó sẽ là C8H8O2 và chứa vòng benzen. Chứa vòng benzen thì chúng ta phải cẩn thận với một điều, đó là cẩn thận ST của phenol. Đúng chưa? Bây giờ mình có tiếp này, tiếp tục này. Đun nóng M gam E với dung dịch nào hoạt dư. Đun nóng M gam E với dung dịch nào hoạt dư. Vậy mình biết nó là C8H8O2 nhá. Mà đun nóng với Na hoạt dư. Thì mình có số mol anh này bằng 0,04 này. Số mol anh này bằng 0,04 này. Số mol anh này bằng 0,04. Mà số mol Na hoạt phản ứng là 2,8 chia 40. 2,8 chia 40 bằng 0,07. Mà đề bài nó lọc phản ứng tối đa phản ứng. Vậy chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy một điều. Chúng ta nhìn thấy một điều. Số mol OH chia số mol ST bằng 0,07 chia 0,04 bằng 0,07 chia 0,04 1,75. Đáng nhẽ ST đơn chức thì số mol ST phải bằng số mol nào á. Thế nhưng ở đây nó lại gấp đến giữa 1,75, là lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Vậy điều này chứng tỏ là gồm 2ST, đúng không? Một là ST của ancol và ST của phenol. Một ST của ancol và một ST của phenol. Ok. Thế thì ST của ancol ấy, chúng ta tìm được số mol nhé. Đây này, số mol này. Thằng 1 là ST của ancol này. Thằng 1 là ST của ancol. Bởi vì nó phản ứng với nào á, tỷ lệ mol 1:1 mà. Thằng 2 là ST của phenol. Đúng chưa? Thằng này là 2, thằng này là 1, thằng này 1,75, 2 trừ 1,75 bằng 0,25. 1 trừ 1,75 bằng 0,75. 0,75 chứ 0,25 thì bằng 3/1. Đúng chưa? 0,04 mà chia làm 4 phần về mỗi phần bằng 0,01. 0,1 nhân 3 bằng 0,03. Vậy ST của phenol số mol của chúng ta bằng 0,03. Còn ST của ancol số mol là 0,01. Khi cho tác dụng với NaOH thì chúng nó tạo thành muối. Để bài nói chúng ta là 3 muối. 3 muối. Khối lượng bằng 6,62 cộng với ancol. Do ST của ancol này ra ancol. Số mol ST của ancol chính bằng số mol ancol 0,01 mol cộng với nước, bởi vì ST của phenol thì số mol nước chính bằng số mol ST phenol 0,03. Ok chưa? Vậy đến đây chúng ta có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng thì mình có 0,04 nhân phân tử khối. Đề bài cho chúng ta biết cái khối lượng này rồi. 0,04 nhân phân tử khối là 0,04 nhân mở ngoặc đơn này 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 5,44. 5,44 cộng khối lượng NaOH là 0,07 nhân 40. 0,07 nhân 40 bằng khối lượng 3 muối là 6,62 cộng khối lượng ancol là phân tử khối của ancol nhân 0,01 cộng với 0,03 nhân 18. Hoàn toàn đến đây mình tìm được phân tử khối của ancol bằng 5,44 cộng 0,07 nhân 40 trừ 6,62 trừ 0,03 nhân 18 bằng chia cho 0,01 1,08. Ancol này là ancol đơn chức mà phân tử khối bằng 1,08. Suy ra nó là ROH mà bằng 1,08. Suy ra R bằng 1,08 trừ đi 17 bằng 91. R bằng 91 lấy thủ thuật chia 14 bằng 6,5. Vậy nếu nó là C6, 12 nhân 6 bằng 91 trừ N bằng 19. C6H19. Không bao giờ có thằng nào C6H19. Đúng chưa? Thầy không biết đúng không ạ? Nào tiếp tục mình có. Vậy một thằng là C7, 12 nhân 7 bằng 91 trừ đi N bằng 7. Vậy là C7H7OH. Vậy là C7H7OH. Vậy nó là C7H7OH thì hoàn toàn mình có C7H7OH. Vậy nó là ST của ancol. ST của ancol mà là C7H7OH. Vậy chắc chắn ancol nó chỉ có dạng là C6H5
CS2 của app. Chọn chưa? Vậy hoàn toàn suy ngược lại ở bên trên này, anh ST của Ancon của thầy chắc chắn 100% nó là gì nhỉ? HCOO CH2 C6 H5. Ok. Mà đề bài nói đây là ba muối. Ba muối thì chắc chắn một muối này có thể là HCONA rồi. Số mol 0.01 rồi. Vậy còn một thằng nữa là ST của phenol. Vậy chắc chắn ST của phenol để ra được ba muối chỉ có thể là CH3 CO C6 H5. Và muối tiếp theo là muối CH3 CONA. Số mol bằng 0.03. Và muối cuối cùng là C6 H5 ONA cũng bằng 0.03 nữa. Thế là xong. Đề bài hỏi. Huy tập trung vào học đi. Khối lượng muối của axit trong T. Đây, khối lượng muối của axit carboxylic trong T. Đây là T. Bây giờ mình đi tìm khối lượng muối của axit carboxylic trong T. Đây, hai hàng này. Bây mình có là 0.01 x 68 m muối axit carboxylic trong T bằng 0.01 x 68 cộng 0.03 x 82. 0.01 x 68 cộng 0.03 x 82 bằng 3.14. 3.14. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Em chú ý nhá, đây là một trong số những câu vận dụng cao. Đây là một trong số những câu vận dụng cao và đây là cách giải nhanh nhất. Thực ra thì đây là thầy giải chậm chậm để cho tất cả các bạn và các em cùng hiểu. Chứ còn những bạn nào mà đã học lớp live VIP hay là học lớp offline của thầy, từng học một trong hai lớp đó thôi, thì những cách này các bạn có thể giải tắt rất là nhanh. Còn đây là thầy giải chậm, từ từ để cho tất cả các bạn và các em hiểu. Bởi vì có nhiều bạn không được học lớp live VIP của thầy mà có thể không có điều kiện hoặc chưa kịp đăng ký thôi, thì chưa thể điều kiện học, thì thầy giải chậm để cho tất cả các bạn cùng hệ theo dõi được nhá. Nào câu 30. Ui, mấy dòng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chắc đi thi nhìn câu này bỏ mất. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 65. Wow. Bao nhiêu bạn muốn thầy livestream giải câu này? Nào, chấm cái cổ vũ thầy livestream giải câu này nào. Chấm cái cổ vũ thầy livestream giải câu này xem nào. Câu 30. 30. Làm câu này 10 điểm, mắc điểm. Câu này câu khó nhất trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015 mà. Nào. Đức, tập trung vào, xem chữa. Đáp án có bao nhiêu Đức? 30. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một ancol với 3 axit, trong đó 2 axit no được là kế tiếp nhau, 1 axit không no. Thủy phân hoàn toàn X, thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X. Nhìn dã man, nhìn đã nản, giải hết. X bằng dung dịch NaOH thu được muối. Chú ý X là este đơn chức nha. Thu được muối và m gam ancol y. Y là ancol. Do este đơn chức nên ancol của mình cũng là ancol đơn chức. Vậy thầy ký hiệu ancol đơn chức là ROH được không? Được chưa? Cho y vào bình đựng natri dư. Đừng đoán liều. Thu được khí ancol phản ứng natri thì thu được hydro. Số mol hydro bằng 0.0896 chia 2.4 thì bằng 0.04 mol. Được chưa? Vậy do là anh ancol đơn chức thì sinh ra 1/2 hydro nên mình tìm số mol hydro 0.04 nhân 1 chia 1/2 bằng 0.08. Mặt khác đề bài nói chúng ta khối lượng bình tăng. Mình có m bình tăng thì chính bằng m vào trừ m ra. M vào là m ancol. Ancol thả vào bình rồi. M ra là m hydro. Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được m ancol bằng m bình tăng. M bình tăng là 2.48 cộng với m hydro bay đi 0.04 x 2. 2.48 cộng 0.04 x 2. 2.48 cộng 0.04 x 2 bằng 2.56. Bằng 2.56 nha. M ancol 2.56. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được phân tử khối của ancol. Phân tử khối của ancol ROH sẽ bằng 2.56 chia 0.08 bằng 32. May thế.
32 nó bằng R cộng 17. Suy ra R bằng 15. Vậy chắc chắn ăn cô chúng ta là gì? CH3OH. CH3OH. Xong một cháu ăn cô là CH3OH nha. Ra được ăn cô CH3OH rồi. Tiếp tục. Do anh này là este đơn chức. Nên ký hiệu este đơn chức là CXHIO2. Đúng không? Chung đấy, ETX. 5,88 gam thì thu được CO2. Đốt cháy trong oxy thu được CO2 và nước. Số mol nước bằng 3,96. 3,96 chia cho 18 bằng 0,22. Chưa làm ăn được gì luôn. Đúng không? Tít à cả nhà. Không thể tít được. Các em nhìn kỹ nha. Số mol ăn côn mà 0,08 thì có phải thì suy ra số mol este đơn chức bằng 0,08 không? Este đơn chức thì có phải số mol NaOH bằng 0,08? Do ăn côn này đơn chức thì bằng số mol este đơn chức 0,08 và chính bằng số mol NaOH, đúng không? Chuẩn chưa nào? Đấy, thế mà đề bài cho người ta khối lượng este bằng 5,88. Vậy thì hoàn toàn đến đây thì tìm được phân tử khối của este, phân tử khối trung bình của ETX sẽ bằng 5,88 chia cho 0,08 bằng 5,88 chia 0,08 bằng 73,5. 73,5 là các em quan sát 73,5 lớn hơn 60. Mà 60 là một thằng là HCOOCH3. Ethanol đây, được tạo bởi axit no và CH3OH. Mà đề bài nói này. Hai axit no đồng đẳng kế tiếp. Vậy thằng này là HCOCH3 rồi. Vậy thì chắc chắn một thằng còn lại nó phải là CH3COOCH3. Được chưa? Còn nốt này đề bài nói này. Một axit không no đồng phân học chứa một liên kết đôi CC. Axit nhá. Vậy thằng không no này chứa một đồng đây chắc chắn là este này. Nhưng chú ý nói có đồng phân hình học. Mà thằng này không có đồng phân hình học nên phải thêm một nhóm CH3 đầu này nữa. H. Được chưa? Hiểu chưa? Nhớ này. Chứa một liên kết đôi CC. Đây là liên kết đôi CC nhá. Có đồng phân hình học nên chỉ có thể là thằng này thôi. Tiếp tục này. Vậy là ba thằng đủ này nhá. Ba thằng đủ nhá. Thì đặt anh này là A, anh này là B, anh này là C. Thì sẽ có hệ phương trình đầu tiên là tổng số mol A cộng B cộng C bằng 0,08. Phương trình thứ hai, phương trình khối lượng, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy anh này là 100. À, đây là C5. 100A cộng với 1, 2, 3, 74B cộng anh này là 60C thì bằng 5,88. Được chưa? Thế hệ cuối cùng là bảo toàn hydro. Đây, đầu này này. 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 1 là 5. 5 cộng 3 là 8. 8A cộng với 6B cộng với 4C thì bằng 0,22 x 2. Vậy đến đây mình tìm được A, B, C. Bấm máy tính xe hệ xem nào. Thủy à, cái axit không no có 5 carbon ở đây là phải sử dụng một cái quy tắc kinh nghiệm, kinh điển của thầy. Đó là với những cái câu như thế này này thì luôn luôn có một cái thủ thuật. Đấy là mình sẽ chơi với cái thằng mà ngay đầu dãy đồng đẳng. Ngay đầu dãy đồng đẳng thì sẽ ra được cái thằng đầu tiên. Anh này là ngay đầu dãy đồng đẳng này. Thực ra chúng ta còn có một cách khác. Đây là cách bảo toàn, cách biện luận NM nhưng mà rất là dài. Chốc nữa thầy sẽ cắt cho chúng ta cái cách biện luận NM nó không nhanh cách này. Được chưa? Đến đây mình có giải hệ. 1,3 1 bằng 1 bằng 1 bằng 0,08 bằng. Được chưa? 100 bằng 74 bằng 60 bằng 5,88 bằng. Huy nói chuẩn lại nhá. Đức nói chuẩn lại. Cái chỗ này là thầy giảng ở trên lớp off rồi, đừng có làm các bạn hoang mang. Thầy giảng cho em như thế nào thì bọn em phải bảo với các bạn như vậy, đừng có trêu các bạn. Nói lại cho các bạn biết đi. Giúp thầy nói lại cho các bạn biết là thầy giảng trên lớp như thế nào. Đúng rồi, chính xác đấy. A3 này, 8 bằng 6 bằng 4 bằng, những cách này nhanh hơn đúng không? 0,2 x 2 bằng x bằng 0,02. 0,02 y bằng 0,02.
Z bằng 0,04. Được chưa? Đề bài bảo phần trăm khối lượng ST không no trong X. Phần trăm khối lượng ST không no trong X. Phần trăm của khối lượng ST không no. Vậy A này bằng là 0,02. Vậy mình tìm được khối lượng luôn nhỉ? 0,02. 0,02 nhân với anh này là 100, chia cho là 5,88 là khối lượng đúng không? Đó, chết nhầm. 0,02 nhân 100 chia 5,88 bằng 34,01%. Năm đúng đáp án C. Được chưa? Đấy, bây giờ thầy mới lý giải cho các em biết là tại sao thầy chọn anh này nhá. Thầy nhắc lại này, tại vì này, ở đây này, ở đây chúng ta có các sự lựa chọn như sau. Thứ nhất em đặt công thức, nếu mà có một cách khác thì em đặt công thức anh này là CN2N này, O2 này, anh này là CmH2m trừ 2 O2 này. Em đặt số mol anh này là A, đặt số mol anh này là B, giải hệ 4 ẩn. Sau đó biện luận NM là ra được. Được chưa? Ta còn một cách khác nữa là cái cách mà quy tắc kinh nghiệm của thầy đúng đến 90%. Đấy là cách mà đề bài cho này, đồng phân hình học chứa lên cái đôi CC trong phân tử. Thì chúng ta nhớ cho thầy một điều rằng là ở đây ta có là mình cứ lấy cái anh đầu dãy đồng đẳng. Được chưa? Đầu dãy đồng đẳng thì có nối đôi CC nhá, thì phải là anh ST này đúng không? Đúng chưa? Sau này có đồng phân hình học nữa thì chỉ có thể là anh này thôi. Ok? Đấy, vậy ở đây chúng ta chọn đáp án đúng, chúng ta là đáp án C. Ok. Buổi live stream skin đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại. Các em có hiểu bài không? Các em review, nhớ review thầy với các bạn nhé, để cho các bạn biết rằng là trên đời này vẫn có ông thầy cực kỳ tận tâm đối với tất cả các em. Nhớ share và tag tất cả các bạn và like tất cả các tút của thầy. Hẹn gặp lại các em vào tối thứ hai. Tối thứ hai vào lúc 20 giờ với chương số 2 nhá. Thank you Tín Kim. Và nhớ một điều nữa rằng là khi mà và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong khóa live VIP tối mai chúng ta chào gần 2 tiếng rồi kinh nhỉ. Tại vì thầy chữa chậm đấy. Chào tạm biệt các em. Bye bye.